Nhìn nó sang chảnh á? Con đấy không cho tay vào mới gọi là chảnh. Hello mọi người, xin chào mọi người. Xin chào các chị. Chào chị Trinh Trinh ạ. Đó, hôm nay không bị ẩn có mình nhá, vào phát là nhìn thấy luôn. Nhưng mà có vẻ mạng hơi đơ. Chào chị Dương Nga nhá, chào chị Nguyễn Văn Hải ạ, chào chị Trinh Nguyễn Hải ạ. Hello mọi người, hôm nay là một trong những kiện áo khoác lông cừu rất rất đẹp nhá. Mọi người bỏ qua kiện này, em thề mọi người luôn là chắc chắn sẽ không có kiện nào mà đẹp hơn kiện này luôn. Toàn bộ của nó là chất lông cừu xịn và rất rất dày và mượt. Mọi người nhìn những cái áo của mẫu đang mặc là mọi người sẽ biết là độ xịn của nó tuyệt vời như nào luôn á. Trời ơi, giá chỉ tầm 3 lít thôi mọi người ơi. Chào chị Nhạn Nguyễn, chào chị Lường Thanh Hòa nhá, chào chị Khánh Phương, chào chị Ru Riu nhỏ nhá. Hello, xin chào mọi người ạ. Mọi người ơi, hôm nay có muốn like luôn không hay chơi tí ti không? Chứ còn hôm nay thì hàng đẹp lắm. Con nào con đấy đều rất xuất sắc luôn. Này cho Huyền dơ cho chị xem con này này. Em ơi, mọi người ơi, tất cả con này chất cực kỳ đỉnh luôn. Những con này mà thị trường không dán bán dưới tầm từ 500 nghìn trở lên á, chắc chắn là không phải là em luôn. Cái lô này thì em đảm bảo mọi người là rất đẹp luôn. Chào chị Vân Trương nhé, chào chị Tiên La La. Nó là lông cừu nhưng mà chất của nó còn xịn cơ mọi người. Sờ vào nó rất là mượt và chắc tay chứ nó không phải là bồm xồm đâu nhá. Có áo ngắn không? Có. Chị, em vừa gặp được áo ngắn đấy. Áo ngắn có chứ, đầy đủ ngắn và dài chứ. Đầy đủ ngắn và dài, đây này, con này ngắn thế này. Còn toàn nó tem to, ơi là to nhá. Đây này, con tem to đùng ở đây đâu này. Đó, em xuống, em đứng xuống, em đứng xuống. Có áo ngắn chứ, chào chị Mị Mị ạ. Chốt mãi không được cái lông cờ à. Áo sáng màu được có để gần. Ok, mọi người ơi, mọi người cho em xin một hai lượt chia sẻ live stream nhá. Xin chào chị Hoàng Hà. Chào chị Nguyễn Thị Thúy. Có nhiều lắm mà toàn con đẹp thôi ấy. Đây, cái con dưới màu nâu nâu này. Đấy, mấy con màu nâu nâu đấy. Ui, ba các bà ơi, tôi thề luôn á. Là VIP của nó luôn á. Em chỉ dơ lên này. Cầm lên nó sướng tay kinh khủng luôn. Ok. Có thấy chị Mai Vũ nhá, chào chị Nguyễn Thị Huệ. À, chào chị Nguyễn Minh Huệ nhá. Có dài chứ. Dài ngắn đều có luôn nhá mọi nhá. Cả dài cả ngắn đều có luôn. Đầy đủ form luôn nhá mọi nhá. À, giá của em sẽ để cho mọi người vẫn là giá tờ chỉ tầm 300 thôi, dao động quanh 300 từ 270 trên 330, nói chung là giá không có đắt đâu mọi người ơi. Không có lô này thì chắc lô sau em nghĩ là chắc chẳng có lô nào mà xịn dày như lô này đâu. Lô này em thấy nó dày lắm, nó dày khủng khiếp luôn. Em lấy cái áo trắng mới đưa, ok. Giá chỉ tầm 3 lít thôi, ôi toàn lông nó mượt cực kỳ luôn. Sờ sướng lắm. Mà toàn ra cái màu yêu ấy là yêu ấy. Ok, xin chào 178 chị đang xem live nhé. Xin được chia sẻ, biết được bao nhiêu lần chia sẻ. Phải đi hóng. Ồ, mới được 13 lần chia sẻ thôi, mọi người cho em xin 1-2 lần chia sẻ đi ạ. Có thấy chị Trần Huyền nhá. Chào chị Hằng Cocomi ạ. Đó, ôi đồ gỗ Ân Xuân hôm nay chốt đi, lô này đẹp lắm luôn á. Lô này đẹp lắm, chị phải cho Huyền lên live luôn, bởi vì sao chị xấu. Chị live không mặc được á. Đây, những con lông ở đằng sau kìa, cái mũ lông kìa. Đấy, đấy, thì nhìn chưa. Cả màu trắng, màu kem các thứ đều có luôn nhá mọi người. Nguyên tem mát luôn này. Ồ, nguyên tem mà cái lông nó mượt lắm. Đó, những con gilet này còn rẻ nữa chứ. Có hàng ngắn, ngắn dài đầy đủ. Em dơ một vài con ngắn cho chị xem. Ngắn. Nó dày ấy, nó dày lắm ấy. Ngắn. Ngắn ở bên này, Huyền ơi. Ngắn bên này. Đây, ngắn đây này. Đây, không ngắn. Bạn ấy treo chặt để cho nó treo nhiều con đấy mọi người. Nên thành ra là nó hơi chặt ý. Đấy ra nó hơi khó nhé. Like luôn nhé. Ngắn ở chỗ này rồi. Nhìn như là kiểu hoa hậu hết ấy mọi người ạ. Áo đang mặc á. Áo đang mặc giá tầm 300 thôi nhé chị nhé. Áo lông đen đi ạ. Có lông đen nhé mọi người nhé. Em chốt cái áo hồng với áo trắng đó nha. Cảm ơn chị Quyên chốt nhiệt tình nha. Chào chị Kỳ Nam Nguyễn ạ. Chào chị xin chào mọi người. Xin chào. Ừ, bao nhiêu mắt rồi đây? Ừ, 200 mắt rồi đúng không?
đẹp, cái áo nâu vừa cầm á, trời ơi những cái con này nó toàn khoác oversize đẹp lắm luôn ấy. Của Adidas à? Ôi của Adidas xịn luôn đấy các bạn nhá. Adidas nè. Trời ơi, 6 triệu 7 luôn á. Ok mọi người, ui con tím này, ui đẹp vét trưởng luôn này. Ui nó dày lắm nhá các bạn nhá. Dày lắm, cầm sướng tay lắm, tay phối da này. Con trắng sau bao nhiêu ạ? Ui con trắng này này, ui các bà ơi. Chỉ tầm 300 thôi các bà ơi, nhanh tay nhá. Ok chưa? Mọi người ơi, chị nào mà khá xác định là mình có chưa có mua ấy thì mọi người có thể cho em xin 1-2 lượt chia sẻ cho bạn bè người thân nhà mình biết đến để mua nhá. Để em like luôn này. 11 lượt chia sẻ rồi, cảm ơn chị Lương Thị Mai. Em lấy con trắng sau à? Con trắng sau thì hơi to đấy em ạ. Đợi một chút thì chị lấy nữa. Ok mọi người ơi, like luôn nhá. 200 mắt rồi. Quên phải đứng luôn luôn tí. Đấy, ok, áo của em đang mặc gì? Áo của mẫu đang mặc nhá, mở màn là một em size M cho em nhá. Các chị size M này. 48 đến 55 cân nhá. Trong lông mượt cực luôn á. Mở màn chỉ lấy 3. Lấy cho mọi người 300 nghìn thôi, một dáng dài cũng lấy 300 nghìn đấy á. Em không có lấy đắt mọi người đâu, mọi người yên tâm luôn. 300 nghìn nhá, size M dưới 55 cân này. Mã số là 330. Mã số 330. Con trắng này đẹp vãi chưởng. Con kem kem này mọi người này, nhìn này. Hầu như nó toàn có tem trong như này, như này mọi người này. Đó, con này mác đánh size nhỏ thôi nhưng mà chắc F M ok. F là M ok. Em này dưới 53 cân quay đầu mặc đẹp nhá. Lông cực mượt luôn, các shop trên thị trường đảm bảo mọi người trên 500 luôn. Không có chị Nguyễn Hảo. Em này dưới 53 cân quay đầu nhá. 47 53 cân này dày lắm, đẹp. 300 nghìn thôi, mã số em này là 332. 332 nhá. Có thấy chị Nguyễn Hà comment nhá. Đấy, con lông này mới đẹp này. Trời ơi cái lông nó mượt, thật là mượt luôn. Tem trong này nó xem nào. Tem trong này đánh size L cho em này. Các chị size L nhá mọi người nhá. Mịn dã man các bác nhá. Kéo khóa lệch cho em luôn nhé mọi người ơi. Đấy là 332 đúng không? 332. 332 là chị Nguyễn Giang. Đó, em này size L cho em nhá. Em này các chị có cân nặng tầm 57-62 cân. Dưới 62 cân quay đầu mặc đẹp nhá. Ôi trời, xem lông bên trong đi các bà ơi. Trời ơi, cái con này 300 nghìn rồi các bà, tranh nhau là đúng rồi. Mã số là 253. Đây con này đúng này, cầm giày đẹp cực kỳ luôn. Nó không phải bồm xôm đâu, cầm giày đẹp lắm luôn á. Cả dài cả ngắn lẫn cả nhau nhá. Mọi người nhá này. Đây, toàn những con này cứ đắt nhau xem sai gì sai. Sai này các chị 53, 57 cân này mặc đẹp cho em nhá. Xinh thế. Cái đai đẹp chưa? 53 đến 57 cân nhá. Dưới 57 cân quay đầu mặc đẹp cho em này. Em này 300 nghìn thôi. Mã số em này 963. Nhanh tay lên. Đây này con này lông mượt luôn này. Những cái màu này sao đẹp thế nhỉ? Ô con hồng size L kia không bảo là lấy à? Đã mã số 253 ấy, đẹp cực luôn á. Con này size M cho em nhé mọi nhá. Size M. Size M cho em nhá. 48 đến 55 cân này. Lông nó rất dày và mượt. Lông rất dày và mượt luôn, dày và mượt kinh khủng luôn. Mọi người nhận lông này đảm bảo mọi người luôn, như mọi người kiểu như là đập hộp order về luôn á. Em này 300 nghìn nhá, màu hồng size M. Mã là 54. Màu hồng phấn nhá mọi nhá. Mã 54 cho em này. Em trắng này thì tuyệt vời. Ui. Con này không to đâu nhá mọi nhá. Không có thấy có sai. Ui, sờ thật sự với mọi người luôn, sang chảnh thế. Con này to rồi các bà ơi. Cho chị Nguyễn luôn. Không, con này các chị nào thích rộng thì rộng thôi, nhưng mà con này à, mọi người khoác ngoài chỗ này kiểu như là chỗ này là cái dòng kiểu Đại Hàn ấy, chỗ mà có tuyết ấy mọi người. Thế nên là nó sẽ là to kiểu khoác ngoài xong rồi mọi người đi ra đường á. Em này các chị phải có cái nặng 60-65 cân mới vừa nhá. 60-65 cân nhá. Trời ơi, dài trắng tinh luôn. Đúng lắm ấy. Cái này không cho tay vào cũng đẹp luôn á. 300 nghìn nhá, mã là 104. Lông thích dã man luôn. Đam mê bất tận à. Adidas này size gì ấy? Adidas size M cho em này. Adidas size M nha. Tem nằm bên kia rồi. Adidas này size M cho em nhá, 50-55 cân thôi. Form này nó là form oversize ấy, nhưng mà chỉ 50-55 cân thôi. 50-55 cân nhá, dưới 55 cân quay đầu mặc đẹp cho em này. 300 thôi mọi người, Adidas nhá. Mã số là 159 ạ. Order phải dưới 2 triệu. Con tím luôn đi Huyền ơi, con tím luôn đi. Ôi con tím này này, chỗ này phối da nhá. Bên trong của nó là lông cừu này. Size mác đánh size M nhá mọi người ơi. Ôi chảnh thế.
Em này các chị 50-55 cân này. Ui bà ơi, con này quá đẹp luôn. Chất dày đẹp khủng khiếp luôn. Tay phối da và túi phối da nha. 50-55 cân nhá. Ủa đẹp lắm. Dưới 55 cân quay đầu mặc đẹp cho em này. Chỉ 300.000 thôi. Mã số này là 298 nhá. 300k mã số là 298 cho em này. Màu vàng nhá. Màu của gọi là đẹp dã man luôn. 300.000 mã 298 cho em này. Tiếp theo nhá. Em này kia chị em màu gì có chị ơi. Em này đánh mắc đánh nhá, free size cho em nhá. Đây mắc ở đây này. Free size cho em nhá. Màu kem có chứ, màu kem đấy. 159 cho chị Kiều chứ. Em này oversize nhá, 50 60 cân, mặc phải rộng như Huyền này mới đẹp này mọi người này. Huyền nó đang mặc size S nhá. Mẫu là cao 1m63 là 48 cân. Gì em này là 50 60 cân nhá, dưới 60 cân ạ. 300.000, mã số là 163 nhá. Màu kem ngắn ngắn lên cho các chị. Đây 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 đây, đây con kem ngắn này đấy. Đây đây đây. Trời ơi. Cúc như cúc ngọc này. Ừ, đẹp lắm mà cầm nó dày á. Đó là lông cừu xịn luôn á. Đây, xem tem cho mọi người nhá. Tem này SM thôi mọi người này. Ơi, bà làm được con này đi. Đẹp vãi trưởng luôn. Em này các chị có cân nặng size S thôi. Tầm từ 40 đến 50 cân nhé mọi nhá. Nào các bà size S nhanh tay lên. Màu trắng nhưng không phải màu kem đâu. Dưới 50 cân, chất dày lắm nhá. 50 cân quay đầu mặc đẹp ạ. 300.000 thôi, mã số em này là 110. Đem chữ đi chị ơi. Cái này á, con này đúng không? Cái lông mịn dã man. Con này nó là dáng ấy rồi. Dáng kiểu bọn thể thao rồi. Em này size 36 của nó là size S rồi đấy. Con sọc xanh lúc đấy mã bao nhiêu? Con sọc xanh lúc đấy có người chốt rồi đó chị ơi. Chị ơi. Mọi người ơi, không lên mã là hết nhá. Không lên mã là hết nhá, bởi vì không còn đâu. Em này mác còn đánh là size 36 cho em, nhưng con này mặc càng rộng càng đẹp luôn. Cái này chỉ SM mặc đẹp thôi, các chị size L là mà không đẹp đâu. Như mẫu mặc size S này là rất đẹp luôn. Các bạn trẻ nhá mọi người nhá, trẻ thôi. SM thôi mọi người nhá. 300.000 này, lông cực kỳ mượt luôn. Mã là 329 nhá mọi người nhá. 329 này. Hồng rồi. Mấy con màu hồng này yêu thế nhỉ. Cầm nó chất lên sướng luôn. Màu hồng nhá, bên trong này chất dày lắm luôn á. Mà cầm nó chắc chắc cái tay ấy mọi người. Nó kiểu như là cầm lên cái form nó rất là chắc tay. Mọi người cầm lên mọi người thích luôn. Size M nhá mọi người nhá, màu hồng này. 48 đến 55 cân nhá. Dưới 55 cân quay đầu mặc đẹp cho em này. Ôi, mà Huyền để gần cho các chị xem này. Xịn lắm luôn á. Em này mức giá của nó là 300.000 size M dưới 55 cân nhá. Mã số là 163. 163 em lấy gầm mấy cái ngắn đấy. Đấy đấy. Ui giời ơi, bà nào mà được con này tôi thề các bà luôn. Đẹp vãi nhái luôn, hàng Hàn size L cho em này. Quy sừng nhá mọi nhá. Mới chưa cho ta ra. Ừ. Còn chưa cả cắt quy, đây 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 nhìn đây. Em này hàng Hàn xịn đấy. 55 đến 60 cân cho em này. 163 đúng không chị, hàng Kokomi. Ôi, đẹp. Vỗ tay đi các em ơi, đẹp quá. 55 đến 60 cân, dưới 60 cân quay đầu mặc đẹp nhá. Em này 300.000 thôi, mã em này là 285. 300.000, mã số là 285 cho em. Con lông này này. Ui bà ơi, những con lông mà mọi người lấy đi, không có lần thứ hai đâu. Tôi bảo là cái lô này này, không có lần thứ hai đâu, 100 kiều nè. Trong có mịn, nó là mịn như này. Trời ơi, đẹp vãi trưởng luôn. 285 chị Huyền Trang Nguyễn. Em này nhá, các chị có cân nặng size SM là mặc đẹp thôi, dưới 55 cân là mặc đẹp. Size S mặc cũng rất đẹp luôn, tay phối da nhá. Thì cái form này mọi người không gặp lại lần thứ hai đâu. 330.000 thôi, mã số 43. 163 cho chị Lê Diệu Hoa. 330.000 mã số 63 nhá. Đi Lê lại xong rồi. Em like hết cái chồng ngắn trước đi cho các chị ấy. Con này đẹp chưa này, con này là oversize nhá. Cái lông của nó dày lắm các bà ơi. Nói chung là tôi đã tiếp xúc nhiều rồi, nhưng cái dòng này là hàng xịn luôn á. Size M cho em nhá. Mắc đánh size M đấy. Nhưng mà con này ạ. Con này các chị trẻ mà mặc rộng như thế này thì mới đẹp này. Mặc kiểu xóc da mới xóc dạ cho mọi người đi bốt cao lên. Em này nhá. M 50-55 cân. Mắc đánh size M cứ chuẩn M cho em. Mọi người mặc đi bốt cao đây này. Xóc dạ giống như Huyền ấy. 300.000. Mã số em này là 686 nhá. 300k mã 686 cho em này. Ui, nó dày lắm ấy, một kệ này tôi chưa không treo nổi 20 con luôn á. Ui này, mẹ ơi, hai mặt nhá. Mặc mặt nạ được
luôn cái mát không? Ôi cầm cái áo lên thật sự mọi người luôn chấn động trong trong tim luôn. Xong lâu này không biết tôi còn dám làm cái đồng này không? 48-55 cân nhá, dưới 55 cân quay đầu mặc đẹp. Mới luôn. Ôi cực kỳ đẹp luôn ạ. Thề với mọi người luôn, mọi người cầm cái áo này. Em thề mọi người lần này em bù ship cho mọi người chết luôn á. Em này dưới 55 cân quay đầu mặc đẹp nhá, 300.000. Mã số em này là 70 không mát này em ơi. Hai mặt được nhá. Tôi bù ship cho các bạn quả này là tôi vỡ mồm luôn này. Ui này, đẹp chưa? Bộ khuy của nó là nói lên chất lượng rồi nhá mọi người nhá. Bộ khuy của nó nói lên chất lượng rồi nhá. Size M cho em này. Ôi, xứng đáng để săn đấy mọi người. Size M cho em. Đẹp nhở? Ôi, màu cũng xinh cơ. Trời, không có lời nào để nói luôn. Em này 300.000 thôi. Trời, em bán thật sự mọi người như là nô kiểu giao hữu mọi người. Mã số em này là 842. Không săn nô này chắc cũng không còn thật. Ôi, đây là một em tiểu thư nhá. Con này nó không cho tay vào đâu mọi người ạ. Hoặc là cái này chỉ dành cho hot girl thôi mọi người nhá. Nó là một em áo lông size M cho em này. Chỗ này là có kim tuyến huyền đứng cho tay vào nhá. Mọi người nhìn chưa? Vô cùng sang chảnh luôn. Size M cho em. Trời, những con này mọi người order về chắc cũng phải tầm ít nhất cũng phải tầm đầu 2 nhá mọi người nhá. Ít là đầu 2 6 chữ số đấy. Em này size M cho em. Ôi sang chảnh chưa? Lui lui xuống để cho chị nhìn thấy áo nánh nữa. Size M cho em nhá. Để đi lên 3 này thôi. Dạ, 42 chị Trần Hà. 300.000 thôi mọi người nhá. Nhanh tay lên mã số 126 này. Thực ra nhà em có rất nhiều hàng hot chỉ là em bụng to không làm được, phải nhờ các bạn mẫu là các bạn mặc lên thì đúng là mới ra. Cổ phối lông cho em nhá. Ui này. Tôi thề các bà luôn nha. Tất cả những con này lông của nó là lông kiều xịn luôn. Đây em là cổ lông phê. Đây eo nhá. Chị này bao nhiêu thông tin để chốt tiếp ạ? Rút rút đai eo. 126 chốt chị Hòa Đỗ. Có đai eo nhá mọi em mặc đến đâu mọi người buộc đến đấy nha. Đấy, cổ lông nhá. Em này size M cho em này. Không, con này ngược rồi. Ngược rồi. Chị Hòa Đỗ chấm hơi inbox chị ấy không inbox được. Ngược. Đấy, như thế này mới gọi là đúng này. Ui nó còn đẹp hơn gấp vạn lần luôn á. Đấy mới gọi là chuẩn của nó này, size M cho em nhá. Size chuẩn M cho em các bà ơi. Lông kiều phối ra ngoài nhá. Cái mũ của nó là mũ phối lông ấy mọi người ạ. Em lật cái mũ lên. Đấy. Đợi em một chút, em sẽ lên dần nhá mọi nhá. Ôi. Size M các bà ơi, M. Chỉ sang chảnh hết lắc luôn. Trời ơi, 330 nhá mọi ơi. Con này không xuất hiện lần 2 đâu. Mà em đây là 267. Xem cái gì đó. Xem áo xám đá phía sau. Xám đá. Từ nhá. Bình tĩnh nhá mọi nhá, một em áo dài này. Em này nó là một em mắc đánh là size M cho em này. Ui, nó là tem hàng châu Âu này mọi người này. Có đẩy đủ tem nhá, size M cho em. 26. Size M cho em nhá. Ui. 267 cho chị đồ gỗ Hoàng Xuân. Con này phải M lớn mọi người nhá, 53-57 cân. Dưới 57 cân quay đầu mặc đẹp nhá, đầy đủ tem. Nói chung mọi người có thể so hết, mọi người check giá được đấy ạ. 300.000 thôi, mã em này là 569. 300.000, mã số là 569 cho em nhá. Xám đá đây hả? Con này nó là khoác lông thỏ dài và dày luôn. Có mũ nhá. Trời ơi. Nhưng con này trên thị trường không có giá dưới 450.000 luôn nhá các bà nhá. Riêng con này tôi lấy bà 280. Em này các chị có cân nặng 50-60 cân. Lông thỏ phối nhá mọi nhá. 50-60 cân. Đây Huyền để gần cho các chị xem. 50-60 cân nhá. Dưới 60 cân quay đầu mặc đẹp cho em. Dưới 60 cân nhá. Em này mức giá của nó là 280 thôi. Nó là khoác len ép lông thỏ. Mã số là 321. Ôi chết rồi, không sát được. Mã 321 cho em. Con này thì không có cho tay vào đâu mọi người nhá. Một em áo lông này. Ủa. Nhìn như quý tộc luôn đấy mọi người. Con này thì oversize. Nói chung là các chị làm dòng sang chảnh thì mọi người lấy cái này. Em body bên trong nó rất là xinh. Ừ. Con này không cho tay nhá mọi người nhá. Con này không cho tay, nếu mọi người cho tay vào nhìn đã không mất form ấy. Nó nhìn sẽ nó không được đẹp giống như là mẫu đang mặc đâu. Con này là dành cho các chị có thở sở thích là sang chảnh nhá. Free size SML đều mặc đẹp luôn. SML đều mặc đẹp nhá. Mức giá của em này là 300 nhá mọi người nhá. Thật sự xứng đáng luôn. Mã là 325. Con xanh kia này. Đấy nhìn này. Đấy. Đây là con gì đấy? Ui, mắt chị thật là tinh tường như công an phường. 321 cho chị Kiều Trinh. Trời ơi mọi người ơi.
em đã bảo rồi, mắt em tinh tường mà, 100% của nó lông cừu này, các bạn nhìn chưa, xịn luôn á, đắt ngang ngửa dạ lem lông cừu luôn á. Em này các chị có cân nặng 53-60 cân, đẹp chưa, dưới 60 cân quay đầu mặc đẹp á. Sắn được để không được luôn á, 60 cân quay đầu nhá, 53-60 cân, 100% lông cừu luôn đấy. Em này mức giá của nó là 350 nhá, cực đẹp luôn, mã là 124. Đang mã ở đây này. 124 cho em nhá, 350.000, 100% lông cừu luôn. 325 cho chị Mai Anh Nguyễn. Trắng á. Sang chảnh chưa? Đây, con này nhá. Năm nay đang là chen cái dạng chen cho to này mọi người nhá. Bên trong trần trám hết toàn bộ này. 124 cho chị Tiên La La. Không quá dài đâu nhá mọi người nhá. Em mặc. Chúc mừng bà Tiên La La nhá, con đấy cực kỳ đẹp luôn. Em này các chị phi size SML để mặc đẹp luôn. Mặc đúng như mẫu mặc thôi. SML đều mặc đẹp nhá, 300.000 ạ, mã số 46, kéo khóa vào bên trong trần hết luôn. 466 cho em nhé mọi nhá. Ui cái màu này thì gọi là ăn điểm bãi cả trưởng luôn này. Đẹp thế. Size S nhá. Ui nha, nó là hàng thiết kế riêng mọi người nhá. Những con này quá đẹp luôn. Em này các chị S và M nhỏ thôi, dưới 52 cân nhá mọi nhá. 46 chị Nguyễn Minh Đức. 47 đến 52 cân ạ, à, dưới 52 cân quay đầu mặc đẹp cho em. 330.000, chất xịt dã man. Mã số em này là 156 này. Ui đây nữa này. Nhưng con màu này mới gọi là xứng đáng chứ các bà ơi. 298 cho chị Hương Linh Nhi. Các bà không săn được lô này, tôi thề các bà không còn lô nào gọi là sao nhỉ. Không biết là có về được không, bởi vì sao đã biên đang tắc rất là nặng luôn. Vì tôi chỉ còn đúng những cái con này thôi. Em này các chị có cân nặng tầm từ 53-57 cân nhá. Tay là đai da nhá, 53-57 cân này, màu tây chưa. 330.000 thôi, mã số này là 206. 330.000, mã số là 206 cho em. Ui, con này màu đẹp chưa. Ôi, ngất người luôn. Mà tem mát của mà có tem mát size mò cho em. 156 chị rùa bò. Ôi, xịn nhờ. Size gì ấy? Size M cho em này mọi người nhờ. Đã bảo lô này á, hầu như toàn đủ tem luôn. Chị Oanh Trần. Chỗ này của da nó da như da thật này mọi người này, nên là không sợ bị chóc tí nào luôn, muối rét luôn. 48 đến 55 cân nhá, dưới 55 cân này. Mức giá này là 300 nhá, mã số này là 81. Toàn màu đẹp này, chỗ này toàn màu đẹp luôn ấy. Ôi, xuất sắc quá các bà ơi. Đây, xem tem nhá. Đây này, hầu như toàn có tem, đây là size M tiếp nhá. Chỉ cái gì? Con đấy đẹp gì? Em này các chị 50-55 cân nhá. Ủa, mọi người ơi, chất đẹp chưa? Thật sự mọi người luôn, lô này nó là xịn sò của nó luôn đấy. 50-55 cân nhá, dưới 55 cân này. 300.000 thôi, mã số 40. 300.000 mã số 40. Ủa, con này đẹp này. Con tiếp theo của Huyền đang mặc dâm lên này, xứng đáng luôn. Ủa, nó cầm nó chắc tay cực kỳ luôn á. Đúng là đánh được cái lô hàng ở phương Bắc mát mặt thật đấy. Size M, size M. À, em cốm cốc cốc cốc. Size M cho em nhé mọi nhá. Bên này có đai này, đây quay đây. Em này size M cho em, 48 đến 55 cân nhá. Dưới 55 cân quay đầu mặc đẹp cho em này. 300.000 thôi mọi người nhá. 300.000, mã số 41. Mọi người ông chốt con này, nhân viên nhà em đang ngắm rồi đấy. Không có cửa nữa rồi. Ui này, phối kẻ đẹp xuất sắc luôn. Bên trong trần trám toàn bộ nhé mọi nhá. Bên trong trần trám toàn bộ cho em. Em này các chị có cân nặng chỉ 48-53 cân. 47-50 cân nhá mọi người nhá. Dưới 50 cân quay đầu mặc đẹp nhá. Tay của nó là phối dạ. Tay của nó phối dạ mịn luôn ạ. Thân của nó phối lông cừu nhá. Chất đẹp quá luôn ấy, có mũ luôn. Dưới 50 cân nhá, 300.000, mã là 2232. Con xanh này cũng đẹp như này. Đấy, con xanh này cũng được luôn. Trời ơi, nhưng các bà ơi, con này tôi thề các bà luôn, đúng là chỉ gặp một lần trong cuộc đời thôi nhá. Lần thứ hai chưa chắc đã gặp được luôn. Tay có nhá mọi người ơi. Con này các chị có cân nặng dưới 52 cân nhá, 47 đến 52 cân như mẫu mặc là vừa khít luôn. Dưới 52 cân quay đầu mặc đẹp đầy đủ đai luôn nhá mọi nhá. 330.000. 330 thôi, mã số 12. 330 mã số 12 cho em nhá. Ui màu đẹp chưa nhỉ? Sờ vào con nào con đấy cầm nó cứ nặng tay chỉnh chịch ý mà. Bên trong của nó da lộn nhá. Đi xem này. Mát đánh size M. Size M. Chị
tiên và khả năng đóng gạch đóng gạch của mình em này các chị có cân nặng tầm 50 đến 56-57 cân nhá, dưới 57 cân tay của nó cũng phối ra này đó, đẹp chưa, 300.000 thôi, mã số em này 56 nhá. Con này xem con hồng nút phía sau chắc là kia đấy, có hai con hồng nút cơ. Con này ui eo ơi, lông cừu dài như này, lông cừu dài này đáng nhẽ phải giả thêm tôi tiền ship ấy nhá, nặng vừa dài vừa nặng thế này á, tiền ship để chết. Size này 48 đến 53 cân nhá, đẹp xuất sắc luôn, để gần lông cho các chị xem đi, các chị mà mang tầm mắt lên đấy, nó là hàng cao cấp đấy các bạn nhá. 48 đến 53 cân nhá, dưới 53 cân quay đầu mặc đẹp cho em này, 330 thôi, mã số là 456 nhá, 330.000, mã số là 456 cho em. Màu đẹp nhỉ, 330, mã số là 456 cho em nhé mọi người nhá, 330, mã số là 456 cho em. Lên con lông chuột lâu kia đi, đợi em chút. Size này size to cho em nhá, size to cho em ạ. Em này các chị dưới 65 cân, 60-65 cân nhá, đẹp thế, 300.000 thôi, chất dày đẹp luôn, mã số 45. Con này là một em hàng hiệu của Maze này, con này là hàng châu Âu này mọi người này. Đó. Da phối với lông nhá mọi nhá. Con này chỉ dành cho chị 40-48 cân thôi. Dưới 48 cân quay đầu mặc đẹp nhá, xinh xuất sắc luôn, chất đẹp dày dặn luôn. Da phối với lông ở bên trong nhá, da lót lông ạ. 40-48 cân, dưới 48 cân, dưới 48 cân thôi ạ. 300.000. Chị ơi. 300.000, mã số 44. Có cả gilet nha. Có đầy đủ đấy ạ. 300k mã số 44 cho em. Gilet đấy kia con gilet kìa. Ủa ôi, con này thì chất quá, con này đóng đai và thì gọi là chất của chất hơn lức khất luôn. Em này các chị size tầm 53-57 cân. Màu của nó này mọi người nhá, con này nó là lông đổi màu nhá, nó không phải là lông một màu xám như mọi người nhìn thấy đâu. Nó sẽ hơi vảy đen và hơi vảy xanh nhá mọi người nhá. Rồi, con gilet lông này 53-57 cân. Chị Hoàng Thanh. Cái này nó hơi vảy xanh một chút này, hơi vảy đen một chút nhá, là màu xám, đẹp chưa? Phần trong của nó phối da nhá, 53-57 cân. Được. Dưới 57 cân nhá, 280.000 con gilet lông này. Mã số này là mã số 81. Hôm nay mà thêm quả đai là chất lượng luôn nhỉ. Ui đây mới gọi là đang là trend năm nay này. Mác của đánh là size M cho em nhé mọi người nhá. Mác của đánh là size M cho em. Đó. Con này các chị ML đều ok. Mặc rộng càng rộng càng đẹp ấy. Là mô chị Trang Quỳnh Nguyễn. Đấy, mặc chất đẹp. 50-60 cân nhá, dưới 60 cân quay đầu mặc đẹp cho em này. Như con này size M là đẹp nhất cho em. 300.000 ạ, à, mã số là 890. Con lâu lâu đi về đây. Đấy, đấy, tay vừa sở đấy. Đấy, con này này. Nhìn quả táp này. Nhìn quả táp của nó là táp da xịn nhá mọi người nhá. Bên trong của nó lót này, mọi người nhìn chưa? Oversize cho em nhá, mà nó là hàng xịn luôn. Là mô chị Trang Quỳnh Nguyễn ạ. Em này oversize cho em, mặc shop, như con này phải mặc shop và đi bốt cao thì mới gọi là đẹp nhá. Chứ mọi người bình thường mà mọi người chân phương mọi người không mặc được con này đâu. 890 chị Nguyễn Minh. 50-60 cân nhá mọi nhá, 50-60 cân nhưng mà phải mặc với shop và đi bốt cao lên thì nó mới đúng là cái chủng loại này nhá mọi nhá. 300.000 thôi, mã là 959. Chị xem con xanh ba đen, ngay gần tiền đứng với. Xanh ba đen. Không phải, con bên này này. Một con gilet tiếp này, con này lại màu khác nhá mọi người nhá. Em này chỉ size M thôi, 48-55 cân nhá. Dưới 55 cân ạ, 280.000. Mã số em này là mã 42. Chị Su Linh Nguyễn đợi em chút nhá. Con này là toàn 4-5 triệu một con luôn, kiểu đấy luôn. Ôi, đây mới gọi là trend này mọi người ơi. Dáng này á, cực kỳ hot luôn. Đây, mọi người nhìn chưa? Đang là rất là hot trên thị trường luôn. Con này là oversize chắc luôn. Con này mọi người mặc đúng như Huyền mặc thì quá đẹp luôn. Kéo khóa hết lên, càng rộng càng đẹp. Em không bẻ cổ em kéo hết lên cho chị. Hoặc là thả phanh áo hoặc là kéo hết lên. Con này mới gọi là đang là trend năm nay nhá. Em này các chị phi size luôn, dưới 60 cân, 60 cân quay đầu ok nhá. Em này mức giá của nó là 280, mã em này là 372. Mọi người order con này chắc chắn phải triệu mấy luôn. Chị Bùi Thế mà anh. Mã số em này là 372 cho em, màu này đẹp thế này, phối da nhá mọi nhá. Lông của nó rất mượt. Trong nó có dây chỉnh nhá mọi nhá.
em này các chị thay nhỉ? Em hỏi chị Kelly Hà. Ui chị kia chậm rồi. Em này các chị có cân nặng 6 không? Con này phải, con này phải dành cho các chị nào sang chảnh ấy mọi người. Mặc một là không cho tay, hai là thích mặc kiểu form rất là rộng ấy, kiểu như là chỉ để mặc cái này để khoác ở ngoài cho nó ấm thôi ấy, chứ còn không kiểu như nếu là để vừa mà vừa theo kiểu vừa khít thì khít cái này, nếu chị nào thích form vừa là con này không không hợp. Con này chỉ dành cho chị size M là mặc đẹp nhất. M và L ok, nhưng mà là phải kiểu như khoác chơi ấy mọi người. Đó, màu đẹp lắm, bên trong của nó là da lộn nhá mọi người nhá. Bên trong nó da lộn đấy, nó không phải là ấy đâu. Em này mức giá 300.000 mà em này là 258 nhá. Ui. Một em dạ ép lông thỏ mọi người ơi. Mấy hôm nữa em sẽ có về dạ ép dạ kẻ đấy mọi người nhá. Nói chung là đợt này nhiều hàng hot, nhưng mà mỗi tội mệt thì không làm được không. Dạ ép lông thỏ này năm ngoái em nhớ em bán 350.000 đấy mọi người nhá. Em này các chị size S và M cho em. 45 đến 52 cân. Dưới 52 cân quay đầu mặc đẹp nhá. Cũng lấy kiểu như 300.000. Mã số em này là 823. Màu kem đấy nhá mọi người. Đây bên này đầy kem này Huyền này. Dưới ấy. Hai hồ kem. Thật đấy. Toàn màu xịn thôi. Ủa chất gầy chưa? Từ nhá, chị sẽ mắc nào. Mắc tiếng Anh mọi người ạ. Không đọc được. Xin lỗi vì xin lỗi vì em không học rốt tiếng Anh. Em này 50-55 cân nhá. Dưới 55 cân quay đầu mặc đẹp này. Lông cực kỳ xịn luôn. 300.000 mã là 440. 300k mã số là 440 cho em nhá mọi người nhá. Di lê này, ui mà làm được con di lê này đẹp chưa. Di lê này mắc lại cái size to cho em này. Mắc lại ML cho em mặc được không? Ép lông thỏ. Em lông thỏ có đấy, đây này, chuẩn bị có em lông thỏ tiếp này. Đầy, hôm nay siêu phẩm đầy. Chỉ sợ mọi người không có tiền thôi, mọi người cứ chuẩn bị tiền đi. Em này 50-57 cân nhá, dưới 57 cân này. Em di lê lông này 280 nhá, mã là 439. 439, lông thỏ đây, ép lông thỏ đây. Những con này bình thường thị trường chắc chắn là sẽ hết cho mọi người ít nhất là 450-500 luôn này. Giá 300.000 nhà em để cho mọi người như là tặng cho mọi người luôn á. Cái tay luôn. Màu đẹp á. Con này em phải mở. Em này nhá, em này các chị phải 48-55 cân nhá. Ôi, đáng chữ A váy tiểu thư kinh khủng luôn. Con này 300.000 tôi thề các bà nhận được, các bà cười ngủ được cả đêm luôn ấy. Dưới 53 cân nhá, dưới 53 cân quay đầu mặc đẹp nhá. 300.000 thôi, mã em này 286. Lông thỏ ép đấy mọi người. Mã 286 cho em nhá mọi nhá. Ôi, màu nâu đẹp chưa. Toàn có đầy đủ tem dưới tem trên đấy mọi người nhá. 286 cho em. 286 cho chị Nguyễn Hương. Đông quá chốt không được chị ơi à. Bình thường đỏ đi em, có lên đỏ mà chị ơi. Đỏ hình như có mỗi con lên rồi còn... Em này các chị size M cho em nhá. 48-55 cân, cái màu tây kinh khủng luôn. 300.000, mã là 941. Cái giá giá 300.000 em bao giá toàn thị trường luôn á. Thật sự với mọi người luôn ấy. Không đi đánh được hàng thì chắc cũng đến nguồn khắp. Từ nhà chị cho cái đai này sang đây nhá. Khóc cái giá này luôn á. Có đai nhá mọi nhá, mắc ở đây cái size nhỏ đấy, size S ấy. Như con này. Con này 941 cho nó chị Thanh Huyền. Riêng em này phải dành cho chị size L, 55-60 cân nhá. Dưới 60 cân quay đầu mặc đẹp nhá. Dưới 60 cân này. Em này em lấy mọi người 280 nhá. Mã số này là 176 này. Con da lộn lông dày này. Đấy, màu xám xám này. Đấy. Đấy. Đây, bà nào được con này em sẽ lấy đắt hơn mọi con một tí. Em này các chị size chuẩn M cho em. Bà nào mà được con này á, đi đến xứ Đại Hàn không chết rét luôn á. Em này em lấy mọi người 350 nhá, gọi là bán gọi kỷ niệm cho mọi người chứ luôn, mọi người cũng không thể mua được 350 với con này luôn. Em này các chị size M, 48-55 cân. Dưới 55 cân nhá, da lộn lông kiều xịn luôn. Cực kỳ đẹp luôn, phải dùng gọi là Đại Hàn nhá các bà nhá. 350 size M nhá. Size M, mã số em này là 228. 228 nha. Ui là. Đây con này là khoác đấy. Nó có đai đi kèm luôn nhá mọi người, dáng dài. Cũng là lông cừu nhá mọi người nhá. 228 cho chị Phương Trần. Đây. 176 cho chị Tạ Vân. Đẹp chưa? Đầy đủ đai tay đai eo nhé mọi người nhá. Em này các chị chỉ size chuẩn tầm 53-57 cân này đây. 53-57 cân thôi nhé mọi người nhá. Sang chảnh lắm. Dưới 57 cân quay đầu mặc đẹp nhá. Dáng dài này.
330, mã em này là 232. 330 mã 232 cho em nhá. Không lẽ em lấy luôn. Em không kẻ này. Đấy, đấy, đấy. Đấy. Ui, ép lông thỏ đấy bà ơi. Kẻ nữa chứ, phi size 50-60 cân. Ôi 300 nghìn con này, sự với mọi người luôn à. Bị oánh nhau trên thị trường luôn. Em này nhá, 50-60 cân. Không một tùy vết nào luôn nữa các bạn. Em này 300 nghìn nhá, mã em này là 273. 300 nghìn, mã số là 273. 232 cho chị Linh Linh. Ôi này, ôi, đây là lông cừu nhá mọi nhá, không phải lông thỏ đâu. Xịn của nó luôn nhá mọi nhá. Dã man thật đấy, con này hôm nay sờ con nào vào cũng gọi là sao nhỉ, mê cả người luôn. Em này các chị cũng phi size 50-60 cân cho em. Đây là lông cừu nhá, không phải dạ đâu mọi người nhá. Nó là lông cừu dưới 60 cân nhá, 300 nghìn, mã số là 194. Bán như kỷ niệm mọi người luôn. Ôi, lông thỏ ép này, cổ và áo phối lông cừu nhá, thân là lông thỏ. Em này size M cho em này. Ui mẹ ơi, tôi thề các bà luôn á, đẹp vãi trưởng, nó còn có đai cổ nhá. 48 đến 55 cân, dưới 55 cân nhá. 330 nghìn thôi, mã số là 196. 196 màu vàng lông gà con. Ui này, trời ơi, đẹp vãi trưởng, khuy của nó là da thật nhá. Cái sừng của nó thì là sừng kiểu như là đấy rồi. Còn da của nó là da thật luôn đấy mọi người nhá. Đẹp thế. Từ từ chị xem size nhá. Em này mắc là size M cho em. Thề các bà luôn, những con này xứng đáng đồng tiền thật sự luôn á. Em này à, 50-55 cân nhá. Màu vàng lông gà con nhẹ nhẹ thôi, dưới 55 cân. Dưới 55 cân nhá mọi nhá. 350, mã số 2. Ôi màu kem này. Em ơi không thở được ấy. Em này mặc hai mặt được luôn nhá các bà ơi. Hai mặt được luôn nhá, một mặt là lông cừu, một mặt da lộn. Mọi người có thể mặc vừa mặc mặt da lộn vừa mặc mặt lông cừu, tùy mọi người luôn. Trời ơi cái con vàng kia mà không bài nào chốt ra. Số 2 luôn chị Quyên. Đấy, con này có ai chốt đâu? 196. Ừ. Trời ơi đẹp. Đây có bác 196. 196 chị Bùi Thị Hường. Đấy, làm sao mà con đấy có thể không có người chốt được. Con đấy thì chắc chắn phải có người chốt luôn. Mà chị gì đấy? Ừ chị Hường ơi, chị nhận con đấy về nhá. Chị sẽ chưa bao giờ được sờ con nào đẹp như thế luôn. Em này các chị có cân nặng size M, 50-55 cân nhá. Dưới 55 cân quay đầu mặc đẹp nhá. Em này em lấy mọi người mức giá của nó là 300 nghìn. Mã số này là mã số 5. Mã số 5 cho em. Ui đây này. Lông cừu xịn của nó luôn nhá các bạn nhá. Bên trong của nó là lót này. Lót của nó có logo luôn nhá. Size của nó là size 38, size M cho em. 38 là form châu Âu đấy các bạn ơi. Em này 48 đến 55 cân. Rồi, bên ngoài của nó lông cừu không phải dạ đâu. Dưới 55 cân quay đầu mặc đẹp nhá. Những con này chắc chắn là mọi người sẽ chưa thấy trên một cái live stream nào khác luôn ấy. Dưới 55 cân nhá. Em này 300 nghìn thôi. Mã số 35. Chất nó mượt lắm ấy. Chất nó mượt khủng khiếp luôn ấy. Tiếp theo này. Ok. Em này là mùa em da lộn ở phía bên trong. Bên ngoài của nó là lông cừu rồi. 35 nữa chị Trần Thư. Em này các chị có cân nặng tầm từ 55 đến 60 cân nhá. 60 cân quay đầu mặc đẹp này. 300 nghìn thôi, mã số 49. 300k, mã số 49 cho em nhá. Đây này, đây là một trong những dòng chủng loại em đảm bảo mọi người năm nay rất hot và mọi người sẽ đi tìm rất khó luôn. Em này chỉ size nhỏ thôi nhá mọi người nhá. Mắc. Ui màu hồng đẹp luôn này. Con nào con đấy đều rất rất là chất luôn. Em tiếp theo nhá mọi người nhá. Em này là oversize. Em này các chị phải kiểu sao nhỉ, rất là trẻ là một này. Và thứ hai là style một chút, gọi là mọi người phải biết phối một chút thì mọi người mới mặc được con này. Vì nó là form oversize nhá mọi nhá. Em này nếu mà đẹp nhất là các chị size M và L nhỏ. M và L nhỏ chị em nhá. Con này mắc bình thường size của nó đánh là size S ấy. Như Việt Nam mình nếu mà các chị muốn mặc để đẹp đẹp là size M thì các chị mặc con này rất đẹp luôn. Tầm 50-55 cân là mặc đẹp nhá. Mắc gốc của nó đánh size S ạ. 300 nghìn thôi. Mã số em này là mã số 50. Đây là một em đánh là size của trẻ con này, nhưng mà khả năng là size XS là mặc đẹp. XS là mặc đẹp nhá. 40-48 cân nhá mọi nhá, đẹp lắm. Dưới 48 cân quay đầu mặc đẹp. Lông cừu xịn luôn mọi người ạ. 280 nó là đánh theo size của trẻ con nhá. 280 nhá, mã số 51. 50 thôi chị.
Phạm Hồng Minh 208 đã số 51 rồi. Con trắng trắng. Đấy, con trắng. Có thấy comment chị Ngọc Lan Nguyễn đi ạ? Chưa em mắt đấy nhá. Thằng Hàn đấy mọi nhá, thằng Hàn đấy. Bên ngoài của nó là màu kem, bên trong của nó là màu be be như kiểu lâu cừu ạ. 51 cho chị Lê Châu. Em này nhá, chị nào có cân nặng sai tầm từ 53 57 cân, dưới 57 cân ạ, dưới 57 cân nhá. Em này 300.000 ạ, mã số 47. Di lê luôn đi em. 300k mã số 47 cho em nhé. Còn nguyên mạc rồi các bà ơi. Di lê này em lấy 250 thôi, còn nguyên mạc. Di lê lông mũ siêu đẹp luôn nhá. Size M cho em nhá, dưới 53 cân thôi. 47 đến 53 cân sông lông mượt vãi trưởng luôn. 250 thôi, mã số 48 nhé mọi nhá. 250 mã số 48 cho em. 250 mã số 48. Ôi lông mượt nhỉ. Ôi khủng khiếp luôn đấy. Nhìn tem mắt với chị luôn. Mã 48 cho em nhá. Size M cho em nhá. Em này phải tầm từ 53 56 cân. Dưới 56 cân quay đầu vào đẹp nhá. Hồng Ngọc. Cái lông bên trong nó rất là Sao mượt. Là Hồng Ngọc. Rất là mượt luôn ạ. 52 đến 53 56 cân, dưới 56 cân ạ. 300.000 mã 150, đem cả dáng dài đang xem này. Cái màu hồng này. Đây này, con lông cừu màu hồng này này, bà nào được con này mới gọi là chất này. Bà các bà mà về sớt mà giá nó không dưới 2 củ, con này quay lại đây cho tôi nhá. Tiếp theo nhá. Em này các chị, ôi nào các bà ơi, 47 đến 50 cân. Đúng 50 cân quay đầu mặc đẹp, 47 50 cân nhá. Cực kỳ đẹp luôn. 330.000 thôi. Mã số 57 này các bà size S. À, bà gì nhỉ? Đồ gỗ Hân Xuân ơi, con này đẹp này. Con này như dạ tít luôn, như nó là lông cừu phối nhá. Ôi chất nhờ. Em này các chị có cân nặng size M là mặc đẹp. 50 55 cân thôi các bạn nhá. 50 đến 55 cân này, bộ khuy của nó nhá, tất cả lời viền đều nó làm nhá. Nguyễn Hồng Minh. 50 55 cân. 300.000. Mã số em này là 766. 300.000 mã số là 766 cho em. Con hồng này cũng là chất này các bà ơi. Hồng này cũng chất luôn nhá, mắt cũng đánh xa nhỏ luôn á. Đẹp thế. Em này các chị có cân nặng tầm từ 48 đến 52 cân thôi. Dưới 52 cân. 766 cho chị Yến Trần. 52 cân quay đầu mặc đẹp nhá. 300 mã số em này là 216. Đấy con kem tiếp này. Ui đây mới gọi là chất lượng này các bạn nè. Cuộc sống ở đây rồi. Sang chảnh vô đối luôn. Cái này à, hơi to một chút này. Dáng dài nhá, cao to. Mặc lên mà đi châu Âu thì thôi rồi luôn á. 55 đến 60 cân nhá bạn nhá. Dưới 60 cân. 60 cân quay đầu mặc đẹp nhá. Em này em lấy mọi người 300. Mã số là 802. Đẹp chưa? Vừa phối da lộn vừa lông cừu luôn. Ui kẻ này. Một em, một trong những em lông cừu siêu phẩm luôn. Từ cho chị xem đã. Em này à, có phần trăm lông cừu đấy, đó là size M. Em này các chị. Em này các chị 53 56 cân. Đẹp. 82 chị Phạm Hồng Minh. Dưới 56 cân. 300 thôi, mã là 165. Ôi xứng đáng luôn các bà ơi. Từ đây lai lốt cái dãy này dưới này đi để cho một cái móc ra ngoài đi cho nó rộng. Em này là oversize rồi. Em này các bạn trẻ nhá. Em này các chị phải dần là trẻ khoác kiểu khoác rộng ấy. Còn nếu mà để mọi người mặc vừa là phải 60-65 cân. Thuyền mặc hơi rộng này. Dưới 65 cân nhá. 300.000 thôi ạ. Mã số 53. 300k mã số 53 cho em. Di lê này mọi người ơi. Di lê lông nhá mọi nhá. Nó không phải là di lê dạ đâu. Nó là di lê lông cho em nhá. Mở. Em này các chị có cân nặng tầm 47 đến 52 cân. Dưới 52 cân quay đầu mặc đẹp nhá. 52 cân quay đầu mặc đẹp thôi. 270.000 ạ, mã là 755. Con kẻ cái đẹp mà các bạn ơi. 270.000 mã. Ui đây này. Mọi người lấy con này đi. Không có con thứ hai đâu. Size M cho em nhé mọi nhá, mắc đánh size M này. Cổ trò cổ tàu ấy. Em này 48 đến 55 cân. Dưới 55 cân quay đầu mặc đẹp nhá. Mức giá của em này là 300 thôi, mã số là 772. 300.000 mã số là 772 cho em. Ui màu này đẹp này. Lông tỏ ép ngắn nhá mọi nhá.
con này bình thường 450 luôn ạ. Size M cho em này. 755 cho chị Nguyễn Thị Thanh Phượng. Lông thỏ ép ngắn các bạn nhá. Ôi, đẹp cả đường đi lối về luôn các bạn nhá. 772 cho chị Trà My Nguyễn. Em này 50-55 cân thôi. Dưới 55 cân quay đầu mặc đẹp nhá. 300, mã số 3. Bán như tặng các bà luôn á. Con gì lên lông này mới đẹp này. Lông này mọi người sẽ không thấy đâu, hiếm lắm. Ít khi thấy lắm. Ôi, con này bỏ ra chị này. Con này Văn Minh giật cháy rồi. Đấy. Thảo nào. Sợ nó không mượt mà. Có thấy chị Hạnh Phạm ạ. Rơm ấy. Sai là. Em này các chị có cân nặng 50-55 cân nhá. Một em dài có mũ này. Xinh dã man luôn này. Ấm 50-55 cân nhá. 300.000. Mã em này là 162. Một chị Trần Thư mất rồi chị ơi. Ui đây nè. Chỗ này phối da nhá các bà nhá. Nói chung là con này rất rất chất anh ơi. Con này rất chất ạ. Size L cho em nhá. Má cái size L. Bên trong của nó da lộn cho em. Các chị 55-60 cân này. Các chị không lấy lại em sẽ lấy con này chị luôn. Con lông đi chị. Chị nấu con lông này đang bị cháy bà ơi, phải đi bắt đèn người làm cháy. 55-60 cân, dưới 60 cân nhá. 330.000, mã số là 317. Lấy hết dãy này đi để cho nó ra luôn. Đây này, con này mới gọi là chất này bà này, màu kem nhá mọi nhá. Đai đây. Có đai có mát đầy đủ. Chị Mia Trần lên mã chị ơi. Mia Trần. Có đai nhá, con này thì chất lắm, con này thì đúng là form Âu luôn. Size M thôi. Em này các chị có cân nặng tầm 50-55 cân là mặc đẹp thôi. 50-55 cân đấy mọi nhá. Em này mức giá của nó 300 thôi, mã số 36. 317 nữa chị Mimi. Này cái của kit. Kit. Kit ngay mà. Một em áo của bé nhá, vừa bán vừa tặng này, bên trong phối lông cừu nhá, size M, size nhỏ cho em này. Con này các con có cân nặng tầm từ chắc phải tầm 28 đến 32 cân. Dưới 32 cân quay đầu mặc đẹp nhá. Của bé trai, quay quay quay. Đấy, chỗ này in lên nhá. Dưới 32 cân này, nó lấy 180 đi. Mã số em này là mã 37. Như tặng luôn. 180.000 mã số 37 của. Ui, đây mới gọi là chất lượng của sống nè. Những con này tôi thề các bà luôn á, là các bà mua chắc chắn 650 luôn. Chắc chắn là nếu mà cầm trên tay là 650 luôn. Nếu mà hàng si á, còn hàng mới thì chưa nói đâu, không phê ha, thì còn phê vãi luôn á. Em này size M cho em 48 đến 55 cân. Dưới 55 cân. Con này kiểu như bên trong như cao su nhỉ. 37 cho chị Linh Kha. Bên ngoài là lông thỏ nhá. Có giãn mà. Ui, bên ngoài là lông thỏ thật các bạn. Lông thỏ đấy không phải lông cừu đâu. 330, mã là 315. Di lê đi. Đấy, con di lê đẹp đấy. Di lê chất lượng cuộc sống luôn này. Con này mặc với váy len body rồi mặc sock xiết này. Tôi thẻ luôn này, đau hết đầu luôn này. Đẹp vãi trường. Hôm nay con nào con đấy đều chất nhỉ. Em này các chị size tầm từ 50-57 cân. 315 cho chị Hanna. Đai mới rét luôn, dưới 57 cân nhá. 280, mã này là 346. Chất lượng cuộc sống á. Con màu hồng này cũng đẹp này. Ôi, nhìn sờ con nào đau đầu hết con đấy. Đau đầu thật sự luôn ấy, bởi vì nó đẹp ấy. Xét cái giá gọi là quá rẻ. Em này các chị có cân nặng tầm 48-55 cân nhá. Con màu hồng này tôi không phải suy nghĩ đâu các bạn. Dưới 55 cân. 330, mã số em này là 90. Xuất sắc luôn á. Con xanh này, ủa, tôi thấy con xanh này các bạn, tôi nhìn hôm trước tôi thấy nó chụp ảnh tôi kết kích khủng luôn ấy. Đẹp. Cầm cái chất nó sướng. 346 chị Trang Phạm Trang Vy. Đẹp nhá. Em này size 48-55 cân nhá, dưới 55 cân này. 300.000 thôi, mã số là 289. Ủa, con màu vàng này đẹp Huyền này. Con màu vàng này chắc chắn là đẹp luôn. 90 cho chị Nguyễn Ngọc Hải. Ôi, chất lượng cuộc sống là đây nhá. Đằng sau nó thêu luôn đấy nhá mọi người. Wide off, off wide. Biết ngay mà. M. Đằng sau thêu off wide nhá mọi người nhá. 48-55 cân này. 289. Chỗ này của nó nhá, hoa văn siêu đẹp luôn. Trời ơi, con này đẹp thật sự. 330.000 nhá, dưới 55 cân. Mã là 631. Con xanh tiếp theo cũng chất luôn. Ở chỗ chồng này toàn con đẹp thôi. Này, con này bảo là được con này khóc đi ngủ luôn. Thôi, lớp chị áo chất lượng con này em bảo là mọi người đi ngủ luôn thật đấy. Đẹp lắm. Size S chị Xuân Cường. Dưới 50 cân nhá, lông cừu ạ. Size S nhá, dưới 50 cân thôi. 330, mã số 9 cho em. Con đi lê tiếp theo đẹp rồi.
sai gì nhỉ bạn? XL. Em này các chị 60-65 cân nhá. Di Lê các chị size to này. 60-65 cân nhá. 250. Chỉnh cho chị Xuân Cường. 250, mã số 10. Này năm nay các bà được gọi là tận hưởng cái sao nhỉ? Cái dòng hàng mới mà đi chen gọi là đi đầu chen luôn nhá các bà. Ủa con này thì lại chất chất như nước cất luôn. Con này các chị size M đây. Đây các chị 50-55 cân quay đây chị. Đây, cái này cho con này có đóng khuy nhá các bạn nhá. 50-55 cân nhá, dưới 55 cân này. 330.000 thế này nhá. Mã số 09 cho em này. Mã số 09. Ôi. Này, được của nó luôn nhá. Bên trong phối lông này mọi người này, bên ngoài là màu tím than. Này những cái dòng này em đảm bảo mọi người trên thị trường chưa có ai làm được đâu. Nói thật với mọi người luôn là phải đi gọi là sao nhỉ? Phải đi gọi là sao? Đây này, bỏ bao nhiêu chất xám ra mới có đấy. Em này à? Hả? 40 cho đến 50 cân nhá. Không, con này dưới 48 cân đi. 40-48 cân nhá. Em này em lấy 300.000 thôi, mã số 2. Mất hết chất xám của tôi. Mấy thầy tôi like hôm sau bao nhiêu người like chắc chết. Chắc chắn là nhiều nhà cũng bán lông kiều này rồi, nhưng mà để mà được ra cái dòng như này không thì nó chỉ triệu Nguyệt. Em lần trước em đã lỡ dạ em nói chỗ lấy hàng, thế lần giờ này em sẽ không nói chỗ lấy hàng nữa. Em này các chị 50-57 cân nhá. Lộ hết bí mật của tôi. 50-57 cân nhá. Ồ đẹp chưa? Như Balenciaga luôn. Dưới 57 cân nhá, 300. Mã số em này là 317 này. Cho một cái dãy này ra đi Thắng ơi. Kéo một cái dãy lên, kéo lên trước em đi. Mở cửa ra trước. Hôm trước lỡ dại nói nguồn lấy hàng là bị mất bốn nguồn thế thôi. Bây giờ tôi nói. Đợi chút nhá. Quay bên đây chị đóng đai này. Sai gì đấy? Em này à, size M thôi. Em này các chị 48-55 cân này, cực kỳ chất luôn. Xin giới thiệu mọi người một bản mà lông cừu nó gọi là sao mướt mượt mượt luôn. Dưới 48-50 maximum 55 cân, 53 cân là đẹp, 55 cân vẫn vừa nhá. 330, má là 344 này. Đây. Em ơi, hết sảy con 37 nhá mọi nhá. Hàng xịn luôn nhá, của nó luôn á. Lông miệng dáng dài đi chị. Lông miệng dáng dài ok luôn. Hôm nay đang vui. Xịn chưa? Này cái gì chả có. Các bạn phải có tiền á. Em này các chị có cân nặng size tầm từ 50-55 cân nhá. Dưới 55 cân này 300.000, mã là 374. Ý chị là lông thỏ ép dáng dài đi. Lông thỏ ép dáng dài đi chứ không phải là lông mịn. Trời ơi, mình phân biệt được hàng mình mua là lông cừu hay là lông thỏ chứ. Đây, ui. Con này nó là hàng xịn đấy mọi nhá. Em nhìn qua cái mác có chữ dây A thì phải. Em này các chị có cân nặng 53-57 cân. Dưới 57 cân thôi. Các bà được con này đẹp chưa? Chỗ này có xây xích nhá. Dưới 57 cân quay đầu mặc đẹp cho em nhá. Em này em lấy mọi người mức giá của nó 330. Duy nhất một con luôn. Mã số là 369 này. 369 cho em nhá. Ôi này, di lê lông này. Chị nào vừa hỏi di lê lông này. Bên ngoài phối da, bên trong phối lông nhá. Hoàng Bách. Da bên ngoài phối lông và có size S thôi. Chuẩn S luôn. Này, bà nào vừa đòi size S này. S sang chảnh chưa? 280 nhá. Mã số là 80. Con này không mát. 80 mát ở bên trong, đấy. Đây này, chị đồ gỗ Hàn Xuân lên lấy cái này này. Số mát 80. Ủa chất của nó luôn nhá các bạn nhá. Chất của nó luôn á, bên trong phối da nhá các bạn nhá. 80 cho chị Trang Quỳnh Nguyễn. Em này các chị size tầm 50-55 cân nhá. Dưới 55 cân quay đầu mặc đẹp lông cừu đấy ạ. 300.000, mã là 256. 300k, mã số là 256 cho em nhé mọi nhá. Có áo 70 cân chị ơi. Ô có con áo 70 cân vừa lấy đâu nhỉ? Không, con áo này đấy chị, nhỏ mặc cái đẹp. Yên tâm, tí nữa là sẽ kiểu gì có, vì nhiều em đang oversize những kiểu này nhiều oversize ấy mọi người. Em này các chị size L cho em này. 57-63 cân nhá mọi nhá. Chị lông Quỳnh cừu. Anh Trương, cứ lên mã chị ơi. 57-63 cân nhá, dưới 63 cân này, đẹp chưa? Lông cừu đấy, bên trong của nó là này. Lông cừu nhá, bộ khuy của nó quá đẹp luôn. 300, mã số là 368. 300.000 mã 368. Con 256 lô chị Thanh nha. Con này size rộng này.
yên tâm mọi người ơi, đây, vẫn còn đây. Hôm nay mới làm tí thôi. Em vẫn còn có khả năng. Em này các chị 60-65 cân cho em nhá. Em này nó mỏng nhẹ hơn những con khác một chút này, nhưng bộ khuy của nó rất đẹp nhá. 60-65 cân thôi. Em này lấy mọi người 250 thôi. Mã số là 13. 250, mã số 13. Đây này. Đây là đang là trend năm nay này, em nói thật mọi người luôn á. Các bạn trẻ rất thích luôn. Nếu chị có con gái mà kiểu tầm 20-25 tuổi quay đầu, cực kỳ thích cái này. Em này size M cho em nhá, 50-55 cân, dưới 55 cân nhá. 280, mã số 16 này. 280.000, mã số 16 cho em nhá. Con này nam. Nam mọi người ạ. Đúng không? Chuẩn luôn. Cái nam ấy. Nam. Xem nào. 13 cho chị Kiều Trinh. Nam cho em nhé mọi nhá. Có. 16 chị Nguyễn Thảo. Vâng, 16 chị Nguyễn Thảo. Chồng chị Áo cân nặng 65 đến 70 cân nhá. Dưới 70 cân quay đầu bọn em cho em này. Mic đai cho em người với cái đai cho em người cái đai hai bên đấy. 70 cân quay đầu nhá mọi nhá. Dưới 70 cân quay đầu của nam hoặc bạn trai, con trai của chị nào ấy. Em bán hữu nghị cho các con trai của chị nào có mà có tầm cấp 3 hoặc đại học là ok. Em lấy mọi người mức giá là 250 của bé trai, của em không chuyên bé trai nhé. Mã số em này là 64, mã 64 nha. Thực ra chồng với chị mà trẻ vẫn có thể mặc được, nhưng mà ít khi bởi vì chồng... Ôi con này đỏ tiểu thư chưa? Đỏ đi em à, ok chị. Hôm nay cái gì cũng ok hết. Bởi vì mọi người không chốt hôm nay cũng không còn. Cái lô này nó về được có 300 con mọi người ạ. 300 con mà từ phương Bắc thì nó vận chuyển về đây mất, bình thường là vận chuyển mất khoảng tầm 2,5 triệu. Nhưng mà từ phương Bắc về phải mất 3-4 củ một kiện đấy. Đắt hơn tí. Em này các chị size M cho em nhá. Cúc đóng này, lơ buộc nhá. Lơ của nó ra mọi người, size M dưới 55 cân này. 330, mã là 322. Em cố lắm mà không phải, không phải. Thế nhỉ? Ủa, còn... Ngọc Lan vẫn cứ lên mã chị chắc ơi. Tay luôn size M thôi các bạn ơi. Con này mà mặc đi bốt lên nó không đẹp đâu, tôi không lấy tiền luôn. Shop và đi bốt cho tôi. Em này các chị có cân nặng size M thôi, 50-55 cân nhá. Em này 300 ạ, mã là 332. 322 Chu Hiền. Lông khoác len lông thỏ ép này, con này các chị size L là mặc đẹp luôn. Lông mịn đây này. Lông mịn dày. Kinh khủng dày luôn á. 55 đến 60 cân và có mũ cho em nhá. Dưới 60 cân này. Em này 300.000 thôi, mã là 279. 300k mã số là 279. 332 chị Quỳnh nhanh chưa? Ui, này mượt kinh khủng luôn, tôi chưa thấy con nào mà xịn như con này luôn á. Đây đây. Đây đây. Đây cho chị xem mác đi. Lông mượt kinh khủng luôn, những con này thật sự mọi người luôn. Nếu mà bán 1,5 triệu thì chắc cũng có chị xuống tiền luôn. Em này các chị có cân nặng dưới 50 cân. 45 đến 50 cân size S cho em nhá. Dưới 50 cân quay đầu mặc đẹp nhá. Tay sắn đấy. Cơ có khóa vừa sắn được nhá. Dưới 50 cân quay đầu ok luôn này. 330.000 thôi. Em nói thật đấy, con này bình thường trên những cái hàng Fit and Authentic bán 1,5 triệu đầy chị chốt luôn. Em này 330 nhá, mã là 158. Lâm Ly. 158 cho em này. Ôi này. Con này thì thực sự mọi người luôn, chị nào mà thuộc cái dòng gọi là ăn chắc bọc bền này. Thề mọi người luôn là chắc tàn đời không hỏng luôn. Kiểu như người mình hỏng, người hàng nó vẫn chưa hỏng ơi. Em này 50-55 cân nhá bạn nhá. Bên ngoài của nó nhung mọi người nhá. Bên ngoài của nó nhung đấy mọi người. 50-55 cân thôi, dưới 55 cân nhá. Em này mức giá 300 thôi, mã là 334. Mã số là 334 cho em nhá bạn nhá. Ui này, màu này mới gọi là màu của 279 có chị chốt mất rồi chị ơi. Đẹp vã trưởng luôn, sai sai sai. 150 chắc sẽ ép. Em này 47 đến 50 cân này. Ôi đẹp thế. 47 đến 50 cân. Dưới 50 cân quay đầu mặc đẹp nhá, màu đẹp nhỉ. 300 thôi, mã số là 948 nhá. Xuất sắc, hoan hô. Ui màu này cũng đẹp luôn nè, khóc luôn. Đây xem sai à. Này mọi người nhìn tem của nó nhá. À hàng ngon luôn đó. Em này các chị 53 đến 57 cân không thể thoát được con này luôn. Không lên là hết luôn. Bên này quay quay chị đồng này. Màu xinh á. Màu chất nó đẹp ý. Chất nó cầm nó chắc, chắc kinh khủng luôn.
Vì sao những cái hàng hiếm này nó ví dụ như bây giờ mọi người hỏi pha chỉ con với em, à, len chỉ con với em bó tay luôn, không còn luôn. 53 57 cân nhá, dưới 57 cân này. Em này 330, mã số là 324. 334 chị Hoàng Bách. Ôi đại Hàn, đại Hàn. Chị nào không sợ chết sợ chết nhé thì lấy con này. Lông của nó siêu mượt nhá, size nhỏ thôi. Mắc đánh size S. Dài đi bạn. Dài dài đây. Đợi em chút nhá. Dài đằng sau kìa. Đợi em chút nhá. Em này các chị 48 đến 52 cân. Cực đẹp luôn. Dưới 52 cân nhá, 330.000, mã là 326 nhá. Con chi lê hồng với sao nhỉ? Dưới này chị Hoàng Bách có liêu. Ui. Hoan hô các bạn. Chị 48 chị Hoàng Bách. Chị nào hôm nay khách mới cho em xin thông tin luôn nhá. Chị Thanh Nga Hoàng. Chuyển khoản được thì chuyển khoản luôn nhá, để lấy uy tín nhá. Lần sau có hàng ngon thì gọi. Em này 50 60 cân, dưới 60 cân nhá. 300.000 này, mã là 233. Balenciaga này. Cái này họa tiết Balenciaga thôi mọi người nhá, chứ nó không phải là Balenciaga đâu. Họa tiết thôi nhá. Đẹp nhá. Ui, con này là oversize cho em. Con này toàn con nhà kiểu như sới siêu giàu ạ, mặc cả sót không mọi người. Đi siêu xe đấy, đúng chuẩn luôn đấy. Em này phi size nhá, chị nào thích lấy thì lấy này. Mà trẻ là mặc đẹp hơn. 280, mã là 945. 280, toàn đi siêu xe thật sự luôn mọi người xem toàn đi siêu xe, nói chung là giới thượng lưu mọi người ạ. Xe gì ấy? Xe. Bạn đây con trắng đi. Con trắng to ở sau gì? Ui em này các chị chỉ size M là mặc đẹp thôi mọi người ạ. Đúng size M là mặc đẹp thôi, nhìn nó vậy thôi nhưng mà size M mặc lên mặc như huyền mặc mới đẹp luôn. Size M cho em nhé, các chị size S mà thích rộng cứ lấy luôn. 300.000 mã số 27. Nói chung là giới siêu giàu đấy mọi người. Đây này, Nike này, cái này đang năm ngoái á, tranh nhau bằng chết luôn á. Nike order với bạn em order 1,7 triệu không có mua kìa. Không có mà mua kìa. Ôi thề các bạn đẹp phải trưởng, phi sai. Nhưng con này SM là mặc đẹp thôi. SM là mặc đẹp nhá, 300.000 con này thật sự mọi người không bằng 1/5. Em mà thấy em đến đây lấy rồi là không đến được cái chị. 1/5 thôi nhá. 300.000 này, mã số em này là 246. Em không thấy nữa thôi á. Con xanh tiếp theo đẹp luôn. Đấy. Đây con này lông thỏ mượt luôn nhá mọi người nhá. Lông thỏ mượt như mương luôn. Em này các chị 50 60 cân nhá. Không phải con này phải 60 cân đấy. 55 đến 60 cân nhá, size L cho em này. Lông thỏ nhá, dưới 60 cân này. Em này mà mọi người mặc xong đi bốt là quá đẹp luôn. 300.000 mã là 324. 246 cho chị. Linh Linh. Ôi này. Dì Lê nhá mọi nhá. Đây bên này hai bên này có đai nguyên đấy. Em mới làm vội còn chưa cả thắt được vào á. Mới nguyên tem mát vào này. Nguyên tem nhá. Mát đánh size S đi vào nhá. Nào bà nào được sở hữu mà em mới rét rẹt luôn này. 280 thôi mọi người nhá. Em này SM ok. Em này dưới 52 cân thôi, 47 52 cân nhá. 280, mã là 345. 280.000 mã 345. À đây, xin giới thiệu mọi người, đây là áo bên trong nó là trần nhá, bên ngoài của nó là lông cừu đây này. Em này thì các bạn trẻ mặc theo kiểu oversize là đẹp. Trẻ thôi nhá mọi nhá. Như các chị đứng tuổi mặc cái con này nó lại không đẹp. Các bạn trẻ và mặc oversize cho em nhá. Dưới 65 cân là ok. Tay bên trong là lót lông mọi người. Dưới 65 cân nhá. Em này 300.000 ạ, mã là 333. Xanh gì? Đá rồi chị ơi. Chữ đá vào. Ý là đá chữ vào. Em này là một em lông cừu phối da nhá mọi nhá. Mác đánh size S, nhưng cái này Việt Nam mình size M là ok. Cái lông sờ rất chắc nhá. Phối da. 50 đến 55 cân nhá. Dưới 55 cân này. 300 thôi, mã là 323. Con đen này, con đen. Đấy. Con gì lên lông đen này cũng đẹp này. Ui sờ chất nó xương luôn ạ. Nhìn như sờ như vào con cừu thật đi. Em này các chị size M cho em này. 48. 48 đến 55 cân nhá. Dưới 55 cân này. 280, mã là 444. 280, ủa đây này. Đẹp luôn á. Tiếp theo nhá mọi nhá, đẹp thế. Em này các chị 50, 55 cân này. Dưới 55 cân quay đầu nhá, màu kem cho em. Nói chung là dáng basic, dễ mặc rồi. 280, mã số 60. Chị 45 phút rồi chị ơi.
con xanh phối ra cái bà lấy đi kìa, không có đâu. Con xanh phối ra ấy, đẹp đấy. Nói thật luôn á, thật từ tấm lòng luôn á. Em này các chị có cân nặng tầm 50 đến 57 cân nhá mọi nhá. Dưới 57 cân quay đầu mặc đẹp cho em phải lông cừu phối nhá. 300.000 mã số 19. Đây. Đây mới là trang trang nhá mọi người nhá. Con này nghi hai mặt lắm, một mặt là bomber rồi. Rồi. Hai mặt nhá mọi nhá. Mặt mặt nào cũng được luôn, một mặt là lông, một mặt là bomber. Khóa hai mặt luôn đấy ạ. Em này các chị size M cho em ạ. Ui, đằng sau của nó thêm theo chữ này mọi người này. 48 đến 55 cân nhá. Dưới 55 cân quay đầu mặc đẹp ạ. 300.000 một mặt là bomber và một mặt của nó là lông mượt luôn ạ. Mã số 14. Tính ra hai máu luôn ạ. Chị Ly Sóc. Chị Ly Phương Hoàng cho sau chị ơi. Ly Phương Hoàng. Đây, con này là oversize đá chữ này. Con này cũng giống kiểu bọn Balenciaga với Nike này. 50-60 cân nhé mọi nhá. Dưới 60 cân quay đầu mặc đẹp nhá. 300.000 dưới 60 cân, mã số 78. Mấy nam nữ được hết luôn đấy. Ừ, đẹp. Con trắng trắng như cần con đỏ đâu. Đấy. Ui, bà nào mà được con này mới gọi là chất chơi này. Con này đang rất là trend luôn. Có nghĩa là hàng mới họ vẫn đang treo bán luôn mọi người nhá, chứ không phải là ấy đâu. Em này mọi người phối cái đai vào là rất là đẹp luôn. Bởi vì bản gốc của nó không đai đâu. Em mở kiện ra là không có đai đâu, nhưng con này nếu có đai và rất đẹp luôn này. Nhìn nào, nó có đai này. Em này FM cho em dưới 55 cân rồi, lông rất mượt luôn. Em này lấy 270.000 thôi, nó không có đai nhá. 270 này, mã số 6 nhá. Không huyền để con hết mà. Không có đai của mình cũng được. Mã số 6 cho em này. 7 giá trước chị, Dung Nguyễn. Em này các chị 50-60 cân nhá. Cái này nó là lông cừu và cái viền của nó phối da nhá mọi nhá. Dưới 60 cân quay đầu mặc đẹp này. 300.000, mã là 303. Số 6 thôi chị. Nhâm Nga Thạch Sang chảnh chưa? Eo ơi. Thật sự mọi người luôn, bán mấy bọn này chắc cũng chỉ sợ mọi người không có tiền thôi, chứ còn nhà em phụ hàng thì hàng này thì chắc là không đủ để cung cấp rồi. Em này 50-55 cân nhá, dưới 55 cân này. Chỗ này của nó phối da xịn lắm nhá, khuy sừng cho em này. Size M rồi. Em này 300, mã số 11. 300.000 mã số 11 cho em nhá. Đấy, những con như này này mọi người này. Thật sự mọi người toát lên để sang chảnh, mặc lên nó sang và đẹp dã man luôn á. Size này các chị có cân nặng tầm từ 55 đến 60 cân, các chị size L ơi. Dưới 60 cân quay đầu mặc đẹp nhá. Lông cừu á, cầm giày và chắc luôn. 300.000, mã là 347. Lông mượt này các chị này. Con như này thì con này chỉ khoác không ấy đã đẹp ấy. 300k mã số 47 cho em nhé. Ôi. Túi. À đây là mác của nó nhé mọi nhá. À hai mặt nhé mọi nhá. Ôi đây đây. Mặt nào cũng được. Ừ, mặc hai mặt ạ, mặt nào cũng được luôn. Một mặt lông cừu và một mặt của nó là áo phao mọi người nhá. Em này các chị có cân nặng tầm từ 53-57 cân nhá. Dưới 57 cân này, con này đẹp lắm. Hai, mua một được hai luôn ạ. Mức giá của nó là 300, mã số là 386. Di lê này. Ồ, con này thì không biết, không phải bàn luôn đấy. Các bà, di lê đẹp lắm. Em này các chị 50-55 cân nhá. Chỗ này có đai này. Đai của nó là da lộn nhá. Dưới 55 cân quay đầu mặc đẹp. Dưới 55 cân thôi nhá. Em này em lấy mọi người mức giá của nó là 208, mã là 319 này. Con tay thắm cầm đưa lên liền. Cân dài dài màu nâu đấy, màu đá đấy. Con này bà nào mà được con này mới gọi là chất này. Từ bộ khuy nhá, cổ nó phối lông thật đúng không? Cổ của nó là lông con dái cá nhá mọi nhá. Size M cho em. Cổ là lông dái cá nhá mọi nhá. Ôi. Nói chung là quyền lực đấy. Em này 48 đến 55 cân. Dưới 55 cân nhá mọi nhá. Túi cũng phối lông dái cá luôn này. 350 nhá. Riêng quả lông dái cá này nó đã quá rồi. 350, mã là 341. Xanh mờ. Đây. Tề ơi, phối màu đẹp chưa? Hàng Korea nhá mọi nhá. 319 chị Đặng Huyền. Sai gì? Không nhìn.
này các chị có cân nặng tầm từ 52 đến 56 cân nhá. Dưới 56 cân ạ, dưới 56 cân nhá. Trần Thị Như 300.000, mã em này là 378. Ủa chúc mừng chị nhá, con dài cái đẹp cực luôn. Ủa đây này. Ủa các bạn ơi, đây mới là một trong những dòng mà tôi cảm giác như là sờ vào một cảm giác rụng cả tim luôn này. Em ơi, đẹp thế. 55 đến 60 cân. 55 đến 60 cân nhá, dưới 60 cân quay đầu mặc đẹp cho em. 60 cân quay đầu mặc đẹp nhá. 330, mã em này là 247. Con một xuống xanh. Đấy. Đấy, ôi, chất. Number one luôn, bà nào được con này cũng rất là đẹp luôn. Xem trắng sai ép không bạn ơi. Còn chị ơi, để em. Đấy, chị bày màu trắng kem kem đẹp đã luôn. Đã hết được đâu. Em này size M thôi ạ, 48 đến 55 cân nhá. Con này thì không thể là M, vậy là sao nhỉ? 24 không thể trượt được. 330, bá là 104. 330, mã 104. Đây, thích màu trắng, trắng em cho luôn. Ủa, con trắng này này, bà là hỏi trắng phải lấy con này này. Tinh luôn, nhìn trắng mới luôn, luôn. Hai bên có phối cúc nhá. Em này là 47 đến 53 cân này. Đẹp chưa? Dưới 53 cân nhá. Xuất sắc luôn. Dưới 53 cân ạ, 330, mã số 130. Trắng như trứng gà bóc. Bóc trứng gà ra ăn luôn. Em này các chị có cân nặng size tầm từ 53 đến 57 cân. Dưới 57 cân quay đầu mặc đẹp nhá. Thực sự mọi người cầm cái chắc lắm á. 300.000, mã là 314. 300.000 mã số chị Ngọc Hà NT. Đây là lông cừu nhá, nó phối như dạ tuyết. Bên trong của nó là ôi các bà ơi, con này tôi thề và 350.000 còn rất rẻ luôn. Cúc nhìn thấy xịn rồi. Ừ. Em này các chị có cân nặng 53 57 cân. Thật sự mọi người các chị 57 cân đừng có thoát con này. Để nó trượt vào tay người khác là tiếc, không lần sau không mua được luôn đấy. Em này nhá. Má trắng có chị chốt vào. Đừng để chị chụp giấy giá thôi. Em này à, giá là 350.000 nhá, dưới 57 cân, mã số là 308. Thế là máy hết pin rồi. Đợi một chút nhá, mẫu mẫu nói cái bác à mẫu. Đây, con này cũng là dáng rất là đẹp luôn này. Con này là dáng như dáng vét mọi người nhá. 308 đó chị, Loan Nguyễn Thanh. Đấy, mọi người thấy em cứ phải chịu khó đi tìm những hàng mới cho mọi người ạ. Chất của nó luôn ấy. Em này chị áo cân nặng tầm 55 đến 60 cân nhá, dư vét luôn ạ, dưới 60 cân nhá. Mức giá của em này là 300, mã số là 309 cho em. 300.000, mã số là 309 cho em nhá. Ủa, con màu vàng này đẹp chưa? Này, tôi thấy các cô con màu vàng này đẹp lắm nhá, các bạn trẻ cứ lấy. Mác nó nằm ở bên này luôn á. Hàng made in Korea mọi người ạ. Có mũ nhá, xinh chưa? Em này oversize cho em nhá mọi người nhá. Đây là 70 cân lấy cái này thoải mái luôn. Phi size cho em, chị nào thích như Huyền size S mặc cũng rất là xinh rồi. Chị nào thích mặc form rộng và oversize lấy cái này cho em nhé. 300 ạ, mã là 314. 300.000, mã số là 314 cho em. Ui này, chất nhờ. Đen đi á. Ok. Con này đẹp lắm. Con này phải sao nói sao nhỉ, cái lông của nó như là mọi người đang mặc lên một tấm da cừu, như là mặc lên một tấm da cừu chứ không phải là áo đâu. Chị Quỳnh Trang ấm cực kỳ luôn. 60 đến 70 cân, dưới 70 cân nhá mọi nhá. 300.000, mã em này là 781. Đây là bác áo to đấy, mày ít cho như size to hẳn như vậy ấy. 781 cho em nhá mọi nhá. Con xanh này đẹp luôn này. Xanh nhá. Em này dành cho chị có cân nặng 55 đến 60 cân này. Dưới 60 cân quay đầu mặc đẹp nhá. Bên trong của nó là lông. Chị ơi, chị Hiền cứ lên mã chị ơi. 60 cân quay đầu mặc đẹp nhá. 300.000, mã là 320. Con lông lông ngoài trình. Đấy. Này, bà nào thích sang chảnh rồi lấy những con này. Cứ vần vần như cái hổ luôn. Chị Hà Dương cứ lên mã chị ơi. Em này thì nó là thuộc dòng sang chảnh luôn. Em này các chị size M, 48 đến 53 cân. Đẹp cực luôn này. Nhìn như một quý tiểu thư nhá. Dưới 53 cân nhá, 300.000, mã là 154. 300.000, mã số là 154. Ôi này này, đây. Này con này 350.000 nhá. Bà là không chốt thì thôi luôn đấy. Còn luôn đấy. Cái bên trong của cái này là da xịn luôn này. M.
Size M cho em nhé mọi nhá. Size chuẩn M cho em. Em này các chị 48 đến 55 cân nhá, dưới 55 cân này, 350.000 thôi. Mã là 923. Đồ đang đưa chị Khánh Phùng. 923. Quá đẹp. Đen này. Ủa, đây cái chất này nó của nó như là lông con cừu luôn mọi người ạ. Ý là mọi người đang sờ vào con cừu nguyên bản luôn ấy, nhưng mà nó là được tắm rửa sạch sẽ, gọn gàng thơm tho ấy mọi người. Cái kiểu lông nó cẩn thận. Ừ. 55 đến 60 cân nhá. Dưới 60 cân cho em này. Con này túi tiếc là hoàng luôn. 923.000 thôi, size L nhá, mã là 521. 521 cho em này. Ôi, chất của nó luôn là cầm lặng. Lặng tay lắm luôn mọi người, nó không phải là ấy đâu. Con này mặc hai mặt được. Hai mặt được, một mặt là lông cừu, mặt da lộn nhá mọi người nhá. Ok, em này là một em dành cho chị có cân nặng size tầm từ 50 đến 60 cân. Dưới 60 cân nhá, cái màu quá là yêu luôn ấy. 300.000, mã là 975. Nói chung là chất màu hồng đấy. Chị rất thích màu hồng. Con hồng này đẹp này các bà ơi. Ui, thả nào, sờ chất nó xịn vãi. Em sẽ lên xem kia dáng dài với dáng ngắn chị ơi. Ui, được rồi. Em này á, size SM mà ok luôn. Em này là 330 nhá mọi người nhá. Đẹp chưa? Em này dưới 53 cân thôi, 45 đến 53 cân nhá. 330, mã số là 260. Ui là, con lông như này có phải xứng đáng không? Thật sự mọi người luôn ấy, là các chị size L nhá, có mũ cho em này. 55 đến 60 cân, đẹp nhờ. Không cầm được lòng luôn. 55 đến 60 cân, dưới 60 cân nhá. 330, loại này có mũ luôn nhá mọi nhá. Mã là 348 này. 348 cho em. 260 chị Hoàng Dạ Thảo. Ôi mẹ ơi. Bên trong nó lông phối xịn. Ôi chết rồi, con này có một đấy rồi. Size M bên này, chỗ này của nó bị áp màu một chút này mọi người này. Bên trong nhá mọi người. Bên nhá. Trong áp màu một chút bên trong nhá. Bán rẻ luôn, lấy 120. Lấy 130 đi. Lỗ sâu quá. 348 giúp chị Nguyên Phạm. Em này size M cho em nhé, nó bị áp màu một chút bên trong thôi, nhưng mọi người mặc lên lại không nhìn thấy gì đâu. Chị Nguyên Phạm bên bóc luôn địa chỉ để được trong tiệm. Đây một ít màu hơi phớt hồng đây này. Nhưng em kia không nhìn rõ như bản thân em này. Thôi lấy 80. Ok. Mã số 11. Vi phích lỗ luôn nhá. Nhìn rõ đã phích lỗ rồi nhá. 80.000 luôn. Này, con này thì lại là hoàn hảo của nó luôn nhá. Size to cho em này. Lấy 80.000 con đấy thôi nhá, như lấy ra tiền giặt nhưng mà. Em này chị nào có cân nặng size tầm từ 57 62 cân nhá. Anh đọc được mận để biết. 11 cho chị. Dưới 62 cân, 62 cân quay đầu mặc đẹp nhá. Chất cực kỳ xịn luôn. 300.000, mã số là 313. Hồng, 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 hồng. Đấy. Khoác lông thỏ ép này các bà ơi. Lông thỏ ép nhá. Một cái mác của nó dài gần bằng găng tay ấy. Nặng vãi chưởng luôn. Em này các chị 47 đến 52 cân này. Dưới 52 cân quay đầu mặc đẹp nhá. 330.000, lông thỏ ép. Mã số em này là mã số 12 mọi người ơi. 12, dáng dài ở đằng sau cơ, đợi em chút nhá. Ui con trắng này mới đẹp này. Ui các bà ơi, tôi thề các bà làm mà cầm được con này á, cười không ngậm được mồm vào. Từ từ bên em sẽ lên dáng dài chị ơi. 12 cho chị Nguyễn Nền. Ôi, lông mũ này. Chảnh hết nấc luôn, màu trắng nhá. Em này 48 đến 55 cân nhá. Mọi người ơi, bình tĩnh đi. Rồi cái gì cũng có luôn, dưới 55 cân nhá. Nhưng con đẹp như này, tìm dáng dài làm gì. Em này mức giá của nó là 300, mã số là 821. Con này không lấy nào bây giờ nữa. Đây này, con da phối này, người này. Đây, dáng dài, cứ lên dáng dài mà không bám chốt là đừng. Không có mơ dáng dài nữa. Bên trong nó là nhung mọi người. Bên trong nó là nhung luôn ấy. Bên trong của nó là da lộn, trong rồi kiểu như giống như là nhung ấy mọi người. Ấm lắm. Nhung luôn chứ. Em này các chị size M nhá. 821 cho chị Vân Nguyễn. 48 đến 55 cân nhá. 330 mọi người ơi. Mã số là 235. Đấy con da phối ở đấy. Con này mới gọi là chất chơi chứ. Da phối với lông cừu nhá mọi người nhá. Em này các chị size L đấy. Lông xanh tí lên đỉnh. Ừ. Đấy mà mặc được cả váy body xong thêm cái da và cái này là chất luôn. Trong con này chỉ nằm tầm từ phải 55 60 cân. 55 đến 60 cân nhá, dưới 60 cân này. Em này dưới 60 cân nhá, 300.000, mã là 350. Chị mách một chút cho em này. Kiểu khỏe nhá. Đây con này, con lông. Ui, con tem, còn tem, còn tem. Di lê lông 280 nhá mọi người nhá. Ui đẹp chưa? Chỗ này của nó phối da nhá. Màu đẹp xã là rồi. Cái này 48 đến 53 cân, dưới 53 cân nhá. 280 thôi mọi người ơi, mã là 141. Eo ơi, đẹp thế. Không cầm được mồm luôn á.
Em này nó là em lông thỏ. Trang Phạm Trang Vi. Em lông thỏ có eo nhá. Ừ, con này đang là trend năm nay luôn á. Đẹp nhờ. Em này các chị size tầm từ 52 đến 56 cân nhá. Dưới 56 cân quay đầu và bè cho em này. 330 lông thỏ đấy ạ. Mã số là 379. 379 cho em. Hồng phấn nhá mọi người. Cái này là màu be be hồng ấy. Đợi em chút nhá, em lên đai cho mọi người đã nhá. Đi đổ cây, đổ cây. 379 cho chị Hà My. 141 cho chị Đồ Gỗ Hoàng Xuân. Ui đúng luôn, đẹp. Mới cứng luôn, còn tem luôn nhé. Đẹp lắm, con đấy sờ chất luôn, lại còn mát luôn đấy. Em này size L nhá. 55-60 cân. Đã bảo chất lắm luôn á. Dưới 60 cân nhá. Em này mức giá của nó là 300.000. Mã số là 555. Dài đi em ơi. Con tí nữa Huyền lên con di lê kẻ kìa. Đấy, nhìn tóc đấy nhá. Thắm đóng đóng gạch rồi. Vừa. Không đấy đâu. Em này các chị có cân nặng size tầm từ 53-57 cân nhá. Dưới 57 cân quay đầu mặc đẹp nhá. Em này 300 rồi, nhanh tay lên mã 331. Đấy, con gì đây đấy. Ôi ôi, chất nhờ. Thứ nhất là cái lông của nó rất mượt và đẹp luôn. Thứ hai là gi lê. Thứ ba của nó là kẻ bên ngoài. Em này các chị size M cho em nhá, 48-55 cân. Dưới 55 cân thôi. Dưới 55 cân nhá, 280. Mã là 108 này. Này không lấy, không biết lấy con nào luôn. Đây này, cầm lên cái áo thật sự mới mọi người là sướng. Cười không ngậm mồm vào, đẹp vãi trưởng. Nhét cái này. Em này các chị có cân nặng 50-60 cân nhá, oversize này. 60 cân quay đầu mặc đẹp nhá. Em này mức giá của nó là 300.000, mã là 310. Rồi, con chốt thì hết luôn. Đấy là của chị chốt ở trên rồi anh ơi. 408 cho chị Hằng Nguyễn, của chị Trần Thị Nhung ở trên ấy. Em này các chị 60-65 cân có một con siêu phẩm này. 60-65 cân nhá. Lông của nó cầm chắc tay và rất là giống kiểu để luôn cái con cừu ra. Dưới 65 cân nhá, 60-65 cân ạ, 300.000, mã là 149. Con hồng này hơn hồng dưới nữa kìa này. Đấy. Đấy, lên con đấy chứ. Lông thỏ. Lông thỏ ép này, mượt này. Bình tĩnh rồi, sẽ bên mic lông cừu nha. Có size nhỏ chị ơi. Em này các chị 50-57 cân. Trời ơi, con này 350.000 mọi người ơi. Tôi lấy 330 thôi nhá. Coi như tặng size, tặng cho mọi người tiền ship này. Em này 50-57 cân nhá, 330 thôi. Mã là 382. Đấy, con kem thắng. Đấy, con kem này này. Ép lông thỏ tiếp này các bạn này. Con lông là lông. Con nào cũng toàn lông xịn luôn á. Em này size M cho em nhé mọi người. Lâm Ly. Size M cho em 48-55 cân. Dưới 55 cân này, đẹp chưa? Tôi cũng lấy 330 thôi nhá. Các bạn nào về cầm được con này sướng luôn. 330, mã là 376. 382 chị Oanh Trần. Đấy, lông ép lông thỏ tiếp này. Huyền bảo mới là lắm thế. Nặng hết cái tay mọi người ạ. À. Lò nhá. Dạ, có giả tuyết không? Nên có giả tuyết không chị ơi? Hỏi nhầm số rồi, đây là lông kiều ơi. 3 phải nói gì Hoàng Mai. Con trắng ở đằng sau kìa, trắng dài kìa. Hê và luôn, mặc lên như một quý tộc luôn. Em này các chị có cân nặng tầm từ 53-57 cân nhá. Dưới 57 cân này. Trời ơi, lông thỏ ép dài này, có bằng mũ này. Em này 330 thôi, mã số là 793. Được của nó luôn nè, phối chữ nè. Đúng hôm nay chưa? Đúng hôm nay kìa. Bên trong của nó phối nhung nhá mọi nhá. Em này là free size cho em này. S, M, L đều đẹp nhá. S, M, L đều đẹp cho em. Free size nhá mọi nhá. Em này mức giá của nó là 300, dưới 60 cân nhá. 300.000, mã là 960. Con xanh đấy nhìn cũng hơi bị chất luôn á. Chất lắm một giỏ móc này. Con này bỏ đi kìa. Ui giời ơi. Con này thì
thề luôn, chị thực khoác vào đã thấy chị là không nhớ chị Phương. Con này mọi người đi ba đi, em nói thật luôn, phải đi ba để báo cáo này. Ờ, sang chảnh nhất cái ba luôn, phải đi ba để báo cáo em này nhá. Phi sai ạ, nó là da phối với lông trắng nhá, nhưng con này nó là dòng dòng sang chảnh, mọi người có thể đi ăn cưới hoặc đi bắt bất cứ nào mùa đông mọi người. Ờ, con này không cho tay nhá, rất đẹp cho em. Phi size cho em 300.000 đi, mã số là 73736. Cho em. Ui dồi ôi, bà làm được con này đi, thẻ đi. Chị Ái Dương. Con này cũng là giống như con kia, con này không cho tay vào, đẹp luôn. Em này cũng là oversize nhất, cũng là oversize nhất nhá. Xinh này. Em này các chị nếu mà SM là mặc đẹp nhất luôn. Em này 300, thôi lấy 300 đi. Mã số em này là 90. Giá kiểu xem nhỉ, giá giao lưu nhá. Ui con trắng này này các bà này, bà nào vừa lấy chốt con trắng kia lấy con trắng này luôn. Mark đánh là xanh nhở, nó ghi là size S thôi, nhưng con này thật sự mọi người nó là xịn xịn của nó luôn á. Chứ con này phải size M, đẹp Việt Nam thì phải M. Em này các chị phải con nặng tầm từ 50 năm cổ đấy, kiếp đang hoàng. 50 55 cân mặc đẹp cho em, đẹp nhờ. Dưới 55 cân nhá, 330.000 thôi. Mã số em này là mã 801. Đấy con xám này Huyền. Đấy con xám đấy, lên luôn đấy đi. Đấy. Ôi, cái chất lông như này thì con sao mà sao có con thứ hai được. Con lông hồng, lông bè đẹp như thế. Ui giống con đầu tiên trên này. Con này các chị size dưới 53 cân nhá, 47-53 cân này, 330 thôi mọi người ơi, nhanh tay không có đâu. Mã số 319. 319 cho em. 801 cho chị Hồng Ngọc Salon, Hồng Ngọc. Ui đẹp chưa. Chỗ này của nó ra sò luôn nhá mọi nhá. Đanh đét luôn. Quá đẹp luôn á. Bác lấy em lấy luôn á. Quy sừng nhá. Em này các chị 55-60 cân cho em này. 55-60 cân nhá, dưới 60 cân ạ. 330.000 ạ, mã số là 195. Con màu hồng như là con gì ạ? Hồng dài ấy. Đấy. Lông cừu nhá. Bên trong là da mọi người ơi, mặc hai mặt được luôn ạ. Em ơi, chất nhở, như nước cắt luôn á. Em này các chị 48-55 cân, dưới 55 cân nhá, 55 cân quay đầu mặc đẹp cho em ạ. 330 thôi, mã là 810. Con vàng cháy phía sau đi chị, vàng cháy phía sau là, à vàng ngoài cùng này. Ui con này như dạ tít luôn này, đẹp khủng khiếp luôn, cầm dày chắc nhá mọi nhá. Đây tem mác này, em này mác đánh size M. Ui con xám kia mà không bà nào chốt á. Ui trời ơi, thôi chán chuẩn bị đi xuống đây, các bà không chốt rồi. Dỗi lắm rồi này. Dỗi nghỉ. Em này 50-55 cân nhá, dưới 55 cân này, 300.000, mà em này là 299. 810. Chị Thương Nguyễn không giấu. Và tắm cặp lại. 810 chị Thương Nguyễn không giấu. Em này các chị size dưới 52 cân thôi. Số điện thoại. Địa chỉ ạ. Trong phối da. Da đấy mọi người ạ. 48 đến 52 cân nhá, dưới 52 cân này, 330.000, mã số là 116. Nhọc đi. Cầm cái tay. Chậm ơi. Đỏ là xinh lè. Rồi, tao biết được. Tiếp theo nhá. Ui, xuất sắc. Hết sảy có bà 7 nữa mà hôm nay 116 cho chị Hoàng Dạ Thảo. Ui, cái này nó là da xịn của nó luôn á. Em này 48 đến 55 cân nhá, dưới 55 cân màu đỏ cho em này. Em này mức giá của nó là 300.000, mã số là 314 nhá. 300.000, mã số là 314 cho em. Con này không ấm được thôi. Mình cho các chị xem lông bên trong thôi. Rời, gọi là tuyết cũng không chết được luôn. Đắp chăn, ừ. Hơn kiểu cuốn chăn ra đường. Em này nhá, chị nào có cân nặng size 55-60 cân nhá. Tay sắn lên, sắn lên. 55-60 cân nhá, dưới 60 cân quay đầu mặc đẹp cho em, dưới 60 cân thôi. Em lấy mọi người 300, mã số là 316 này. Nó đẹp vừa ấm luôn. 116, bây giờ vẫn lên 116. Di lê. Ai mà phải đen đây. Di lê đen này L, X à? L, X à? Em này di lê đen này các chị 60-65 cân nhá, di lê lông cừu ạ.
dưới 65 cân quay đầu mặc đẹp nhá. 200 thôi, lấy 208 đi. Mã số là 343. Ui giời ơi các bà ơi, con đỏ đẹp như kia mà không chốt, bó tay luôn á. Con này không chốt nữa, thôi tôi đi xuống. Nào, em vàng cháy rất đẹp nhá mọi nhá. Vàng cháy siêu đẹp luôn cho em. Tay gò luôn. Em ơi ngồi ngủ gật rồi. Em này các chị có cân nặng size M cho em nhé. Túi phối da cho em này, dưới 55 cân. 330.000, má là 255. Đẹp chưa? Con này không chốt được nghỉ luôn. Thề, để mai like. Like bây giờ phí sức rồi. Vì sao? Đẹp như vậy. Một cái giá gọi là sao ngã ngửa các. Em này 50-55 cân nhá. Dưới 55 cân này, 270.000. Mã số em này là 81. Đẹp chưa? Trắng rồi nha. Đây này, ai thích bạch tuyết này thì lấy này. Trắng như bạch tuyết luôn. Thật sự mọi người luôn, cái con kia mọi người không chốt em tiếc cực kỳ luôn á. Em đi xuống thật đấy. Vì sao? Nó chỉ có xuất hiện một lần thôi mà em nghĩ là mọi người lần thứ hai mọi người chả bao giờ nhìn thấy luôn. Tiếp theo nhá mọi nhá. Thật sự mọi người không chốt đúng không? Em này các chị có cân nặng 55 đến 60 cân. Dưới 60 cân quay đầu mặc đẹp nhá. Em này em lấy mọi người mức giá của nó 300. Mã em này là 725. Quá thất vọng luôn. Đẹp như vậy mà không ai chơi. Bận ui em xinh chưa các chị này. Em này họa tiết giống kiểu nai chưa này. Đẹp thế. Em này nhá mọi người nhá, họa tiết bên trái của em nó là theo ấy mọi người ạ, theo 100% luôn. Em này tầm độ size L, tầm độ size L cho em 55-60 cân cho em thì mới đẹp được nhá. Bán em này 300.000, mà số là 376. Cái này là cổ mít lông thật này, da của nó là da thật nhá. Cổ mít lông dài cá thật, sắc luôn. 350. Em tiếp theo chị này, ôi cổ mít lông dài cả hết một tảng lông cho em luôn nhá. Em này bên ngoài nó là một kiểu hơi trắng ke một chút xíu ấy ạ. Em này S thôi, 45 tầm độ 52 quay là một người em này này. 350.000 chốt cho em mã 927 cho em. 927 nhá. Cổ của nó khối lông thật đấy. Size S cho em luôn. 376 chị Phương Anh Nguyễn. Em này nó ghi là S nhá mọi người nhá. Em này là lông thỏ mọi người này. Mọi người mít toàn bộ lông thỏ rất là mịn cho em luôn. Lông thỏ phối da nhá mọi người. Em này nó ghi là S nhưng mà theo em kiểu Việt Nam của mình phải tầm độ size M mà em này đẹp được. 50 tầm độ 55 cân nhá. Phối toàn bộ đai da rồi cổ rồi da hết tầm độ xung quanh cho em luôn. 330.000 chốt cho em mã số là 3. Cái da em sau nhớ đẹp cực. Mã số là 3. Ngoài cùng đẹp cực cho em luôn này. Màu hồng này xinh chưa? Đấy, em phải dỗi bởi vì sao? Thật sự với mọi người luôn, như để Huyền nói đẹp. Ô, đẹp. Sao nhỉ? Hết lướt hết cái luôn ấy. Mà cái giá của em nói thật mọi người, đố mọi người đi mua được cái giá 300.000 với 33 luôn. Mọi người tranh nhau luôn mọi người ơi. 50 em tầm độ 55 cân nhá, chỉ 300.000 thôi này. Chốt cho em mã số là 320 cho em luôn. Mã số là 320. Còn ngồi phải ngồi săn những con như thế, mới săn. Con này mới là xinh này. Săn những con này mới là săn đi. Nó sắc các chị nhá, bên trong nó là da lộn đấy. Cái bà chủ shop này toàn nói linh tinh rồi. Nhưng mà thật sự mọi người những con này mọi người không săn nó không có luôn. Mấy cái giá đầu ba em nghĩ là chắc chắn là không có luôn. Đẹp dã man cho em luôn nhá các chị nhìn này, xinh chưa? Em này đấy ạ. Cái đai của nó đai cài ngang cho em luôn nhá, dáng cực kỳ là tiểu thư rồi. Em này M và L nhỏ, 50 tầm độ 57 cân cho em. 330.000, mã số là 337 cho em, đẹp chưa? Mã số là 337. Cái con mà lông nó mượt. Ai không chị Hen Minh Nguyễn. Cầm nó chắc tay và lông nó mượt. Đấy những con này này mọi người không lấy, em thề mọi người không còn luôn đấy. Mấy quy sừng cho em luôn nhá các bác nhá. Đẹp quá mà. Cái da của nó da xịn luôn đấy, sờ luôn. Bên trong nó là da lộn cho em nhá mọi người nhá. Này. Tác mác ở đây là cái chị đẹp chưa này. Em này nhá mọi người nhá, nó ghi là size M cho em. Chị nào khoảng tầm độ từ 50 đến 60 cân mặc vừa em này, túi này, mic khuy sừng là cái chị này, cái da của nó da xịn không sợ bị nổ luôn nhá mọi người nhá. Nhưng em này mới lắm, em phải tầm mới tầm độ 97-98% luôn nhá. 50 tầm độ 57 cân cho em. 330, mã số là 431. Mọi người cái này không thấy xuất hiện lần mà, sau luôn á. Khuy sừng đỉnh chưa này. Hiện tại em đang hết pin rồi, em check giá em cho mọi người luôn. Mã 431 cho em luôn này. Ngồi check giá cho mọi người luôn nhá. Đây, ai hỏi dáng dài đây. Lông cừu phối phối tép như này em thề mọi người hiếm. Chúc Lê tóc số điện thoại địa chỉ. Mọi người cứ nhận lô này đi. Mọi người có chửi em lúc đấy thì mọi người chỉ chửi yêu em thôi. 431 cho chị Trà. Mic lông cừu còn kiểu mic hai màu cho em luôn, đẹp chưa? Size chuẩn S cho em nha. 45 là như em mặc vừa in này. 45 đến 50 cân mặc vừa em này.
330, mã số là 158 cho em. Người chỉ chửi yêu em thôi, chứ còn người không có chửi em đâu. Bởi vì là quá đẹp luôn. Thích màu dã man luôn. Cầm nó chắc lắm mọi người ạ. Nó chắc lịch luôn ý. Nó giống như kiểu là kiểu nuôi hàng nuôi và hàng thả rông ấy, là kiểu là thả rông ấy. Em này đấy ạ. Chắc, chắc em này khoảng tầm độ từ 48 tầm độ 53 cân cho em thôi nhá. 48 đến 53 cân. 300.000 chốt cho em mã 367. 300.000 chốt cho em mã số là 367. 367 này. Ôi này, quả lông này, lông thỏ cho em nhá. Đấy, bà nào được con lông này cũng đẹp vãi trưởng luôn. Có đai eo luôn này chị này. Đai eo luôn đấy. Thật sự mọi người đây là do thời tiết chứ còn nếu vào vụ mà có những con này thì thật sự mọi người luôn là chắc chắn là không có cửa rồi. Đây, tiếp chị này đẹp chưa? Nhưng em này á, mặc bên em như kiểu kiểu thư ấy, mọi người ạ. Búi tóc cao xong rồi tay khuyên tay như Huyền mặc bây giờ là rất là đẹp luôn nhá mọi người nhá. Em này bọn này tay hơi re nhẹ, thoải mái size M, 50 tầm độ 57 cân này. 50 57 cân này mặc lại chân váy xòe hay là quần đùi rất là đẹp luôn nhá. Bán em này 330, chốt cho em mã 82. Có luôn ấy, chứ không thấy xuất hiện lại luôn, kể cả mọi người đi săn các hàng si khác cũng không thấy luôn ấy. À, ui quả màu này. Sướng chưa? Nhìn như kiểu thả chạy bộ nhỉ. Đẹp cầm cầm chắc kinh khủng luôn. Size L cho em nhá mọi người nhá. Một em size L này. Chị ơi. Em này size chuẩn L bên trong nó phối cho em. Con lông thỏ phối với da không ai chốt. Em này vừa phối da này, vừa có da lộn còn vừa có lông cừu cho em. Em này không chốt thì không biết lấy cái gì luôn các chị ơi, thật sự. Nhưng em này có 300.000 thôi. Vào vụ nhá, năm ngoái thế. Vào vụ em like chị hiểu một buổi like không có một cái nào luôn ấy, like hết sạch luôn. Lúc like của mọi người xem nhau ấy. Đây, tiếp theo chị này. Em này lò cho em nhá, 55 đến 60 cân. 55 đến 60 cân. 330.000 mã số là 328. Không phải đâu mà là không tranh được ấy, một mã 10 người lên thì lúc đấy cũng không tranh nổi luôn. Nó lạnh rồi ai cái đó. Đây này, con như này mọi người không săn thì đúng là hết cửa. Kiểu đông bây giờ mọi người có thể các chị cho xem để săn ấy. Nhưng mà mọi người ấy, tầm này thì tự là vừa rẻ vừa đẹp luôn đấy. Vừa rẻ vừa đẹp luôn đấy. Năm nào cũng khuyên các bác thế nên các bác toàn vừa đợi vào mùa. Toàn đợi vào mùa. Và mùa chốt. Và mùa không tranh được đâu em. Đây này, tiếp này. Đẹp cho này. Ồ xuất sắc luôn cho em luôn này. Có cả đai cổ này rồi đai eo đang hoang cho em luôn. Bên ngoài nhá mọi người nhá. Này, chất đỉnh dã man vàng các bạn. Em này là chất lông cừu xịn này, rất là sướng cho em luôn. Em này mờ nhá, 48 tầm độ 55 cân thì mặc vừa. Em này cho em luôn này, có kèm cả túi cả đai đầy đủ cho em. 300.000 mã số là 580. 300.000 chốt cho em mã số là 580. Khách mới cho em xin thông tin luôn nhá. Nhưng em này không biết lấy em nào bây giờ các chị. Đây, em đẹp vãi chưa. Chất cũng gọi là cầm chắc nịch cái tay luôn này. Đưa đưa chị mở có con da phối lông. Đây, đây. Này, đẹp chưa? Một em size M nha, mặc kiểu mọi người để cổ nhẹ được điều mình xa ấy, mình quấn lên cho em. Nó cực kỳ ấm, không thích thì mình về cổ xuống cho em luôn này. 50 tầm độ 60 cân mặc với em này, em ML cho em oversize mọi người. 50 60 cân nhá. Thích mặc kiểu dáng rộng rồi chút xíu thì lấy em này. 330 chốt cho em mã 416. Con này là một con mà mọi người không chốt mà em thấy rất là tiếc luôn này, thì mình mặc lại. Cực kỳ đẹp luôn. Da lại còn mọi người về thêm một cái đai mà nó rất đẹp. Em này nhá mọi người nhá, đằng sau lưng của em thì nó là da lộn nhưng chỗ này nó mít lông này, cực kỳ xịn luôn. Mọi người thêm đai vào ấy, mọi người thêm đai vào đẹp cực luôn. Đẹp chưa này? Em này chỉ S này. Thôi, mặc sang chảnh lắm. Này, tay nhá. Đai điếc thứ em này da mới nguyên đúng không chị nhá? Da còn mới nguyên cho em luôn nhá. Em này chỉ phải tầm độ size S. 330.000 nhá. Mã số em này là mã số 330. Đẹp kinh khủng luôn. Đẹp vãi. Tay như màu hồng này. Size M cho em nhá. Cho em đi xuống thật. Xem mò nhé mọi người nhé. Hết lời, hết lớp chấm mà không còn. Một em màu hồng cho em chị ơi này, xinh chưa? Nhưng em này thường đa số những cái dáng kiểu như vậy mọi người nhé. Những cái dòng kiểu khoác tổng hợp này ấy, thì nó sẽ nghiêng với cái dòng dáng oversize nhiều hơn. Thế là chị em thích kiểu dáng trẻ trung lấy em này. ML cho em 55-65 cân của em này nhá. À 50-60 cân nhá. 330 mà số là 377, đẹp chưa? 377 cho em luôn. 377 này. Dồn hết vào thành một dãy xong rồi. Để cho treo đây, phía dưới lên. Đây, tiếp theo cho em luôn này. Màu đỏ nhá mọi người nhá. Em này có kéo khóa bên cạnh eo này, bên con trong màu đỏ cái da càng hiếm luôn. Em này chuẩn lò nhá, 55 60 cân và ổng nhẹ. 55 đến 60 cân này, 300.000 mã 475. Mã số là 475 này. Size gì cũng có chị ạ. Đầy đủ size các bác luôn. S mà lò dù hết là thực ra em này nó cũng rất là dễ mặc ấy mọi người. Nó là khoác mà. Rồi, đẹp chưa? Đây ạ, à, em này chỉ khoảng một size M thì lấy đi. 53, 57 con mặc vừa em này.
57 cân nhá. Sắn tay lên cho em này, 300.000 mã số là 653. 300.000 chốt cho em mã 653 này. Ôi, lấy nào luôn. Đây, mic lồng xinh xuất sắc luôn. Mic lông cho em mọi người nhá. Xinh xuất sắc cho em một ui đỉnh thế. Em này nhá, size thoải mái, size M và M lớn cho em từ 50 57 cân này, em ơi đẹp đỉnh luôn. 50 57 cân 330 mã số là 962. 653 cho chị. Nhâm trần mã 962 này. Nhìn thấy đâu nhưng một dãy này chưa được 20 con đâu. Màu vàng này xinh quá. Hai một tí hết bởi vì dãy này nó kiểu nó to, mọi cái sản phẩm nó to ấy, không treo nhiều. Đây màu vàng tiếp cho em luôn này. Ui này, quả tem mát, chị ơi, nhìn này, tem mát vào bàn tay luôn, còn 3-4 tem cơ. Size M cho em này, 50 tầm độ 55 cân. Mix da toàn bộ, đai cổ đây cái này, 50-55 cân. 330 mã 136. 330 mã 136 cho em lên lông thỏ này. Lông thỏ ép cho em, người nhận em ơi, chất dày đẹp chưa? Em này phải tầm độ size M và L rồi, 53-60 cân rồi. 53-60 cân bằng người em này, chất cực kỳ là sướng cho em luôn nhá. 300.000 chốt cho em mã số 7. 300.000 chốt cho em mã số 7 này. Size M, size M xịn luôn chị này. Em này nhớ sắp tay lên cho em nhá. Em này mọi người nhá, em này em theo em là M nhỏ, khoảng 48-53 em mặc nó khá là nhỏ ấy. 48 tầm độ 53 cân mặc vừa em này này. Lông thỏ hết toàn bộ màu hồng hết phớt thôi. 300.000 chốt cho em mã số 3. Mã số 3 cho em này. Trắng tốt. Ôi này, mic cúc mic chiếc đàng hoàng cho em. Một em size chuẩn S 45 em nhìn kiểu hàng mới lắm mọi người ạ. 45 đến 50 cân cho em luôn nhá. 300.000 mã 322. 300.000 mã 322. Theo quả tay của nó. Quả tay. Rồi, theo là theo sơn nhớt theo nét căng cho em này. Tay của nó chị này, đây, họa tiết này, tay này, họa tiết mít cực kỳ đỉnh luôn. Em này nghiêng về dòng dáng rồi, chị là thích kiểu sporty ấy. ML 50 60 cân mặc vừa em này. 300.000 chốt cho em mã số 4. Mà bạn đi chốt được con đấy nhá, thì có ngồi khóc cả buổi tối. Mã số 4 cho em luôn. Rồi, di lê lắm chị. Ba, chị bảo đi. Màu sáng đừng có để gần quá. Một em di lê cho em luôn này. Một em dáng di lê cho em nhá. Ai mà kiểu ăn chơi thì em này đi mít kìa. Kiểu như em ôm đi bên lý, trong inbox luôn địa chỉ đi ạ. Cực kỳ xinh này các chị này. Hoặc là mặc tôi ghi em bên trong xong bên ngoài ở dưới mặc mít quần rất là ok mọi người nhá. Em này L 55-60 cân. Di lê em bán 280 thôi. Chốt cho em mã 678. 280 con. Chốt cho em mã 678 cho em. Rồi, tiếp theo chị này. Cầm nó chắc lịch tay. Ôi, màu đỉnh dã man luôn nhá. Em này M nha, 50, tầm độ 55-57 các bạn vừa em này. 330 này, đai cổ đai kiếp đàng hoàng. Mã số là 344. Mã 344 cho em luôn này. Mã 344 này, đây, ai hỏi lông thỏ và lông mịn. Ôi, là mịn thế này nhá. Một em lông thỏ màu của là màu đỏ hồng. Một em lông thỏ màu đỏ hồng này. Xúc sắc chưa? Đây, lông thỏ màu đỏ hồng nha. Này, đai tay ra các thứ toàn bộ cho em. L 55-60 cân mọi người em này. 3, 4, 4 chị anh Hoàng. 300.000 mã 193. 300.000 mã 194. Chất con S đẹp thế nhỉ? Chất thấp ngất luôn, một em size chuẩn S cho em nhá. Một em size chuẩn S cho em luôn này. Đây, ui ui, chất xuống thế. 45-50 cân mặc vừa em này ạ, đẹp mỹ mãn luôn ạ. 45-50 cân này, chất sò cực kỳ xuống. Bán em này 330.000, mã số là 763. Chất phê đã mà luôn. Đấy, riêng con này em bán 400.000 nhá. Sai mò, bác nào sai mò thì nhanh tay luôn. Chuẩn bị sẵn là đặt tay bàn phím luôn. Riêng con này em bán 400. Bác nào chuẩn bị sẵn đặt tay bàn phím luôn cho em đi. Chưa em này đỉnh của đỉnh các chị nhìn này. Em ơi, quả lông của nó này mới tinh luôn, đẹp dã man luôn chị nhá. Trong lịch sử em bán áo này 400. Ôi này, tiếp này, tay của nó mọi người kéo khóa hay có thể sắn lên đều được tùy mọi người cho em luôn nhá. Chuẩn mờ thì đến này, hồng nhạt kiểu hồng ruốc ấy ạ, màu cực kỳ tôn da. 50 tầm độ 55 cân mặc vừa em này. 400.000 các bạn để sẵn tay phím luôn. 400.000. Mã số là 397 cho em nhá. Chưa bao giờ em bán cái đấy, bây giờ 400.000 nhá. 397 cho em nhá đấy. Bác xem mắt nào là nhanh tay được mà sao ép cho em luôn nhá. Này, em này cũng bị. Ôi, bị xuất sắc luôn các bác nhìn. Nó phải xứng đáng là 3 4 củ nhá. Này, đẹp. Ôi là đẹp các bác nhìn này, em này đẹp chưa? Ép cho em. 45-50 cân chất nó mềm. Ôi là mềm luôn nhá. 300.000 này. Nhanh tay mã số là 644. Em là bác à, bác nào em kêu vừa lấy em này, ép vừa em này lấy em này đi. Mã 644 cho em luôn nhá. Em để lại 350 luôn. Em lấy xuất sắc lắm ấy.
Em đây bảo vụ là các chị không kịp chốt luôn, đảm bảo luôn. Đây các chị này, xinh chưa? Màu này siêu yêu nhá, hai bên kiểu cổ sen cho em. Em này size L. 644 cho chị Hồng phổ phẩm. 55 đến 60 cân mặc vừa em này cho em luôn này. 330, mã số là 432. 330 chốt cho em mã 432 cho em luôn này. Ôi quả lông này, lông cừu xịn thế nhỉ. Đây, của em lông cừu ngắn lắm nhá, kiểu mít mít ngắn ngắn ấy, không quá dài đâu. Lông cừu ngắn cho em luôn này. Đây, tiếp này. Em này L nha, 55 đến 60 cân mặc vừa em này. 55 đến 60 cân, 300 nghìn mã 949. Lúc mà chị Hoàng Gia Thảo. Đến lúc mà bọn em mặc cái con này lên thì đừng hỏi mua lại. Của em hàng hiệu của Zara nhé các bác nhé. Hàng hiệu của Zara cho em nhé, vào store thì làm sao mà không gấp 10 lần như này hả các bác. Đây, hàng hiệu Zara size M nhá. Em này chỉ S mọi người, em mặc vừa in ấy. 25 của chị chốt rồi chị ơi. Em này chỉ S thôi nha, 45 đến 50 cân hàng của Zara nha các bác nhá. Đai tay đầy đủ này, 45 đến 50 cân. Bán có 300 nghìn thôi, chốt cho em mã số 5 hàng của Zara này. Mã số 5 cho em này, tem mát cho em nhá. Tem mát dài hưởng vào tay luôn. Mã số 5 cho em luôn này. Mã số 5 này, đây, xinh chưa? Nick lồng cừu cho em. Bên trong là da lộn nhá mọi người nhá. Em này mua một nhưng được hai. Mặc cái mặt nào cũng được cho em các chị này. Đây, mặc cái mặt nào cũng được cho em luôn này. Một lớp, à một mặt là mix lông cừu, một mặt là da lộn cho em luôn nhá. Em này thoải mái L hoặc XL cho em. Từ 55 đến 65 cân đều vừa cho em luôn này. Bán em này chỉ với giá là 300 nghìn, mã số là 374 cho em luôn. Em 33 mọi người đây. Còn 400 nghìn mà hôm đấy là em lấy là 374 này. Đây. Ôi chất phê chưa? Chất phê dã man của ngàn cho em luôn nhá. Chất len lông thỏ cho em mọi người này. Em len lông cừu cho em này. Một em kiểu là lông cừu cho em nhé mọi người nhá. Lông cừu phối với cả da lộn. Em này M và L 53-57 cân. 53-57 cân taxi. 300 nghìn mã 420. 300 nghìn mã 420 của mới nguyên tem mác này. Em này phối dạng tuyết cho em nhá. Một em hàng còn mới nguyên phối với dạng tuyết cho em. Đây, phối dạng tuyết này. Em này đấy ạ, có đai tay luôn. ML 50-60 cân cho em luôn này. 300 nghìn chốt cho em mã 08 phối dạng tuyết này. Mã số là 08 cho em luôn nhá. Mã 08 màu nâu cho em đây. Một em ủi bên trong của chị này. Bên trong nó lót lông cừu hết toàn bộ cho em luôn. Chất siêu siêu dày. Em này thì gọi là như cái chăn luôn nhá mọi người nhá. Nhưng mà chỉ chuẩn S thôi. 45-50 cân có mũ cho em này. Dáng kiểu Balenciaga ấy ạ. 45-50 cân mặc vừa em này. 300 nghìn mã số là 147. 300 nghìn chốt cho em mã số là 147 cho em luôn nhá. 147 này. Bao nhiêu cơ? 42. Đây, tiếp theo cho em luôn này. Đây ạ, em này này. Có mũ cho em mọi người nhá. Một em dáng có mũ size M 50 tầm độ 57 cân này. 300 nghìn mã số là 902 cho em luôn. Mã số là 902 cho em luôn này. Màu xinh thế. Ôi, cái màu này xinh đỉnh cho em luôn nhá mọi người nhá. Cái màu này nó hơi hơi giống kiểu màu xanh cobalt mọi người. Cái màu này kiểu nó vừa tôn da này, nó lại còn vừa ít khi mà đụng hàng ấy mọi người. Đây, cho chị thêm là ngắn đây ạ. Thích dáng ngắn thì lấy này cho em nhá. Có đẹp cả túi. Lông cừu cho em MSM 48 tầm độ 53 cân thôi. 300 nghìn chốt cho em mã số 41. 300 nghìn chốt cho em mã 41. Màu này cũng xinh nè. Đây, cái màu này xinh dã man luôn rồi em thấy chưa? Cũng dáng giống dáng ngắn nhá. Chị Henny Nguyễn. Cũng dáng giống em kia cho em. Điện thoại địa chỉ đi ạ. Nhưng em này thì size to hơn một chút. Em này tầm độ size M lớn 50 tầm độ 57 cân. 50-57 cân cho em luôn này. 300.000 mã 113. 300.000 mã 113 cho em màu đỏ đi thấy bác. Các bác lại giờ thích màu đỏ nhiều ấy. Em lên màu đỏ cho chị luôn nhá mọi người nhá. Lên một em màu đỏ cho em luôn này. Đây, một em màu đỏ cho em luôn. Lông cừu nhá. Em này thoải mái ML 50 60 cân. Bán em này 300.000 mã số là 304 cho em luôn. Mã 304. 113 chị Thanh Nguyễn. 61 có đâu. 929. Không có luôn, 962, 949. 949. Đây, chị này, em này ạ. À. Em này M và L, 53, 60 cân mặc vừa em này nhá. 53, 60 cân cho em. Bán em này 300 nghìn, mã 869. Em này cực kỳ đẹp. Chị Ngọc Bích Trần. Em này thì gọi là siêu siêu đẹp cho các bác rồi nè. Đẹp chưa? Cái em này mà không đẹp, không siêu phẩm thì thôi nhá các bác nhá. Màu vàng cho em. Bên trong phối da lộn và bên ngoài của nó là mix lông cho em luôn các chị này. Xem nào.
size mò cho anh em mọi người nhá. Một em size chuẩn mò này đính ngọt có hết mà chị ơi. 50 tầm độ 55 cân này, tay đai dáng siêu tiểu thư cho em. 50 tầm độ 55 cân cho em nhá. 330.000, mã số là 435, em phải cực đẹp luôn nhá. Mã số là 435 cho em luôn này. Mã 435 cho em chỉ 330.000 thôi nhá. Em đang phải em 350 mới đúng đấy. Mã 435 cho em luôn này. Tiếp theo đây ạ. Em này thì chất nó không phải là quá dày nhá mọi người nhá, nhưng mà rất là nhẹ nhàng, rất là đẹp cho em, mix lông cừu toàn bộ cho em này. Em này ạ, S và M nhỏ dưới 53 cân mặc vừa em này. 300.000 chốt cho em mã số là 30. 300.000 chốt cho em mã số 30 cho em luôn này. Mã số 30 cho em luôn, màu đen đi. Bác nào bảo màu đen đây. Màu đen là cái màu mà ai mặc lên cũng đều đẹp hết, ai dễ mặc nhá. Ai mặc được màu đen nhá. Ơi ạ, em này cái dáng nó giống kiểu là dáng khoác len mọi người. Dáng thì giống dáng khoác len, size SM 45 tầm độ 55 cân mặc vừa em này. Bán em này các chị chỉ với giá là chỉ là 300.000. Mã số 22. 300.000 chốt cho em mã số là 22 này. Mã 22 cho em luôn, màu hồng nhá. Hồng tím ạ. Cái hồng này của nó là hồng tím cho em, hàng Hàn đấy. Em này ạ, thoải mái cho em size 43 chị Quỳnh Như. Thoải mái size S đi. 45 đến 50 cân chỉ S thôi nhá. 45 đến 50 cân. 300.000 mã 698 cho em. Mã 698 cho em luôn này. Vàng này, đỉnh chót luôn. Đẹp chưa em ơi. Lông thỏ màu vàng nó cứ mịn ly ra, sướng quá là sướng này. LXL nhá, các chị nào size to thì lấy em này. 55 đến 65 cân mặc vừa em này. 300.000 chốt cho em mã số là 55. Mã số là 55 cho em luôn nhá. 698 của chị Henry Nguyễn. Chị Nguyễn xong này. Bên trong thần tráng 100% cho em luôn nhá. Cổ và mũ của nó mix toàn bộ là cái mix kiểu dạ lông cừu nhá mọi người nhá. Em này chỉ XS và S thôi, 40 50 cân thôi, đỉnh quá. 40 50 cân cho em luôn, 300.000 mã 212. 300.000 mã số là 212. Em này không đẹp thôi luôn đấy. Cái em này không đẹp, không biết nói gì nữa các bác luôn này. Bên trong chị nhìn này, quả lông đỉnh luôn. Đây, nhìn chưa? Cổ mix lông cho em luôn nhá. Em này thì size to đây. Ai bác nào hỏi 670 cân thì lấy này đi ạ. 60-70 cân mặc vừa em này cho em nhá. Mọi người rút eo được theo eo của chính mình. Từ 60-70 cân mặc vừa em này, 60-70 cân cho em luôn này. Bán em này 300.000, mã số là 152. Mít ra cho em nhá. 300.000, mã 152 cho em luôn này. Em này mà em xinh này. Một em này nó là da lộn và phối với cả lông cừu nhá mọi người nhá. Cái em này đấy mọi người ạ, thì nó là sát nách thôi. Nhưng mà chị nào size L thì lấy này đi, 55-60 cân thêm một cái đai eo cho em. Hoặc là mặc mix với cái váy body thì cực kỳ xinh nhá. Bán sát nách với giá là 280.000 ạ. Chốt cho em mã số là 565 cho em luôn này. Mã số là 565 cho em luôn. Màu xanh xinh chưa? Đấy ạ, một em màu xanh nhá, em ơi chất nó kiểu chắc nịch luôn nhá mọi người. Chất kiểu chắc nịch cực kỳ xị luôn, cầm xuống là chắc phải như rồi á. Hàng của Hàn cho em nha. Em này đây ạ, nó nhìn như vậy thôi nhá mọi người nhá. Nhìn vậy thôi nhưng mà chỉ SM đẹp, bởi vì em này nó nghiêng về vòng form dáng rộng giống kiểu nai hàng của Đát nhá mọi người. 45 tầm độ 55 cân, 300.000 mã 515. 156 chị Nguyễn Lê. Mã số là 515 này, di lê tiếp này. Cứ di lên bán 280.000 luôn mọi người nhá. Đây di lên màu trắng tinh cho em, eo nhìn mới nguyên cho em luôn này. Em này ạ, M 50 tầm độ 55 cân, 280, mã số là 389. 280 mã 389 dáng bomber này. Dáng bomber nhá mọi người nhá, cái dáng cái bomber này đi. Em nói rồi, bomber là cái dáng là trẻ trung năng động và bất kỳ là nam nữ gì đều được hết. Bên trong nó trần trám toàn bộ này. Cái em này thì em thật sự là nam được nữ cũng được. Cứ 60 cân làm mặc vừa em này cho em luôn. 300.000 mã số là 321 cho em. 300.000 chốt cho em mã số là 321 cho em luôn nhá. 321 này. Đây, tiếp theo ạ. Em này ạ, form size L luôn, 55 đến 63 mặc vừa em này. 55 đến 63 cân nhá. Đây là em này là lông cừu màu kem. 300.000 mã số là 14 cho em. 300.000 chốt cho em mã số 14 này, cái em này này. Cái em này nó như em thích quá luôn, nó định lấy rồi đấy. Ô, còn mới nguyên tem mát cho em. Còn mới nguyên cả tem mát cho em luôn các bác nha. Ở đây nó ghi là size mò cho em. Bên trong lót lông toàn bộ mịn. Ôi là mịn này, còn mới nguyên tem mát này. Tác mát đầy đủ cho em luôn. Em này ạ, em này chỉ size S nó ghi là mò. S em mặc là vừa in rồi. 45 đến 50 cân thì mặc vừa em này cho em này. 45 đến 50 cân,
300.000 mã số là 330 cho em luôn nhá. 321 cho chị Nam em. Trời ơi cái em này không lấy thì thôi luôn ấy. Cái em này nhá mọi người nhá. Em này cái cúc nó thành như kiểu từng viên ngọc ấy, đẹp vô cùng luôn. Kiểu tiểu thư ấy mọi người. Chị nào mà kiểu tiểu thư thì lấy này cho em mọi người nhá. Chị nào kiểu tiểu thư lấy này. Chị nào kiểu tiểu thư lấy này đi ạ. Cúc đẹp đã mà đẹp từ bộ cúc cho em luôn ạ chị này. Mix toàn bộ lông cừu cho em. S và M 48 tầm độ 55 cân cho em này. 300.000 mã 787. 300.000 chốt cho em mã 787 cho em luôn này. Ui ui đỉnh của chóp các bác nhá nè. Đỉnh của chóp cho em luôn. Đây, xịn chưa? Em này không phải màu trắng tinh đâu mọi người nhá. Em này nó là kiểu màu hơi kem kem ấy ạ. Bên trong mọi người này, bên trong thường nó sẽ là lót những cái lớp kiểu lớp nỉ này. Không, em phải lót nhung cho em mọi người nhá. Bên trong nó lót nhung cho em luôn, cực kỳ xịn sò. Nhưng yêu cầu bác nào size to cho em từ 60 65 cân thì lấy em này. 60 65 cân này, chất nó cứ mịn như là nhung cho em nhá. Bán em này 300.000, mã số là 373. Cái màu đen này nó hơi kiểu phối dáng của dạ tuyết mọi người nhá. Phối dáng dạ tuyết cho em, bên trong là da lộ. Cái dáng đơn giản nhưng cực kỳ đỉnh. Mix cả giờ em dây chuyền cho em, dây chuyền mà kiểu đeo vào cổ này đẹp lắm. L 55-60 cân, 300.000 mã 952. 300.000 mã 972. Này màu xinh chua, màu xanh tím than cho em nhá. Một em màu xanh tím than cho em. Một em màu xanh tím than cho em luôn này. Đây, ML 50-60 cân. 50-60 cân mặc vừa em này. 300.000, số là 43 cho em. 300.000, chốt cho em mặc 43. Ôi, quả lông này nhìn nhá. Nhìn cái bắt mắt luôn chị ơi. Em này nhìn từ xa là bắt mắt rồi mọi người ạ. Vì cái lông nó dài mà nó mịn. Nó lông cừu cho em luôn nhá mọi người nhá. Em này là dáng của Hàn đấy ạ. Nên cái dáng nó hơi nghiêng về dòng dáng oversize một chút. Em này thì nhìn thôi nhưng mà chỉ khoảng tầm độ size M thôi nhá mọi người nhá. Nhìn thì rộng nhưng chỉ M thôi. 50 tầm độ 55 cân. 50 tầm độ 55 cân này. Bao chị Ngọc Bích Trần. 300.000 mã 105 đai tay gái kết đầy đủ cho em nhá. Mã 105 này có một hồng này đỉnh chóp luôn. Đây. Dạ. À em này là da lộn ép lông cừu nhá. Da lộn mix ép lông cừu cho em này. Ui. Em này size to L 55-60 cân cực đẹp này. 300.000 mã 235 đẹp chưa? Mã 235 cho em này các chị nhớ bên trong không? Nó bên ngoài nó là màu đỏ màu hồng nhá mọi người nhá. Bên trong này, chị này bên trong này nó mix lông hết toàn bộ cực kỳ mịn cho em. Em này thì khoảng tầm độ size S thôi ạ, 45-50 cân thôi ạ. Dáng kéo khóa lệch nhá. Em XS và S luôn, 40-50 cân đều với những em này nếu sắn tay lên cho em sẽ đẹp hơn. 300.000 mã 284. Chị lấy mã. Mã 284 cho em. Mã 284 cho em luôn này. Đây, tiếp theo đây ạ. Một em màu kiểu hơi kiểu nâu nhạt cho em mọi người nhá. Hơi màu nâu sữa nhạt cho em. Em này M và L 53-60 cân đấy ạ. Di lê nhá, 53-60 cân em bán em này với giá là 280.000 thôi. Chốt cho em mã số là 317. Mã số là 317 cho em luôn này. Ui, mít quả lông chị này. Dài như là lông kiểu lông gấu luôn ấy nè, đẹp chưa? Mít lông dài như là lông gấu cho em luôn ấy. Em này ạ, size S 45-50 cân. 45-50 cân, 300.000, mã số là 565. Mã số là 565 cho em luôn này. Đây, ai hỏi màu đỏ đây? Ai hỏi màu đỏ thì lấy này tắt nha. Màu đỏ thắt mắc này. Đây ạ. M và L 53-60 cân cho em màu đỏ này, đỏ mận nhá. 53-60 cân, 280 chốt cho em mã số là 38. 280 chốt cho em mã số 38. Ui lông thỏ đây. Lông thỏ là của dáng bomber cho em này. Cái màu của nó là màu vàng bơ cho em mọi người nhá. Lông thỏ dáng bomber màu vàng bơ cho em luôn ạ. Em này size S thôi nhưng mà chuẩn S lấy này nhá. Bất kể là nam hay nữ gì đều được. Cứ giữ 50 cân mặc vừa em này cho em 40-50 cân. 300.000 mã 130. Cái giá này phải rộng vậy mới đẹp. Mã 130 cho em luôn nhá. Mã 130 này. Này đẹp chưa, nhìn mới tinh to cho em. Bên ngoài của nó là lông cừu, bên trong là nó là mix da lộn cho em luôn. Chất vừa phải, không bị kiểu bị ụ người đâu mà rất là dễ chịu cho em luôn nhá. L 55-60 cân này, 300.000 mã 204 cho em luôn. Mã số là 204 cho em luôn này. Lông thỏ mix khuy sừng. Lông thỏ phối khuy sừng cho em luôn này. Đây ạ. Một em lông thỏ phối khuy sừng cho em. Đỉnh chưa? Size L cho em nhá. Nó ghi là size L. Em này đấy ạ. Thoải mái từ 55-60 cân mặc vừa. Em này có cả mũ cho em luôn. Ui,
xin chưa bước tay thỏ cho em này, 55-60 cân mặc vừa em này cho em luôn nhá. Em này cũng 300.000 luôn, chốt cho em mã số là 696 cho em. 300.000 chốt cho em mã 696, chất dày dặn vô cùng. Mã 696 này em thuộc sao thích Khuy Sừng lắm nhé mọi người nhá. Cứ như thì Khuy Sừng em thích rồi. Áo nào Khuy Sừng em cảm giác là nó nó tầm một bậc luôn đấy. Trông nó sao hẳn đấy mọi người. Đây mà em Khuy Sừng tiếp cho em nhá. Khuy Sừng mix vân đá cho em luôn là cực kỳ đỉnh. Mới nguyên Khuy Sừng mix vân đá cho em. Em này chỉ khoảng tầm độ size S thôi, 48 tầm độ 52 cân thôi. 48 52 cân này, túi chéo cho em nhá. 300.000 mã 438 696 chị Ngọc Lan. 300.000 mã 438 cho em luôn này. Mã số là 438 thắm nhỏ cái này. Mã 438 cho em này, gilê xinh chưa? Một cái gilê nhá. Một em dáng gilê cho em này cũng cài chéo mọi người nhá. Em là XS và S thôi. 40-50 cân. 40-50 cân này, 280 chốt cho em mã 263. 280 chốt cho em mã số là 263 cho em luôn nhá. Mã 263 cho em luôn này. Cài cúc này. Mọi em dáng cài cúc bên trong có chị nhìn rõ không ạ? Bên trong nó trần đấy mọi người, nó nhìn nó trần đấy mọi người. Chất rất là đẹp, nó không có gì đâu chị. Cầm trong tay vô cùng nhưng mà size to ạ. Em này LXL 55-65 cân mặc vừa em này. 300.000 mã 643. Cầm chắc tay á mọi người nhá. 300.000 mã 643 cho em luôn này. Em này cũng đẹp thô luôn ấy. Em này cũng size to cho em luôn nhá. LXL luôn ạ. 55-63 cân cho em. 300.000 mã 318 cho em. Mã 318 là em màu đen cho mọi người này. Lên một em màu đen đi. Rồi bên trong chị nhá, trần phao cho em. Em này không phải trần phao đâu, mà em này mặc hai mặt ạ. Mặc cái mặt bên này cũng được, mà bằng mặc cái mặt ngược lại cũng được nhá. Mua một nhưng được hai cho em, giống kiểu hàng của Nike này. SM 45 tầm độ 55 cân mặc ngược lại được cho em luôn. 300.000 mã số là 21 cho em. Tính ra là có một hình dẫn em đúng không? Được, được hai em cơ mà. Mã số là 21. Mã số 21 cho em này, len lông thỏ cho em này. Cái em lông thỏ nha mọi người, nó là len ép lông thỏ đấy. Nó không phải là là áo dạ đâu, không phải là áo khoác vào bên nào, phải là 280 mọi người nhá, bởi vì nó là len. Em này là dáng khoác len này, thoải mái cho em M và L 53-60 cân. 280 chốt cho em mã 327. Mã số là 327 cho em luôn nhá. Màu xinh quá này. Ghi lê sau em luôn. Ghi lê sau á? Sau là thế nào vậy? Đây gilê đúng không chị, em này đúng không, gilê đúng không? Em này nhá mọi người nhá. SM 45 tầm độ 55 cân. Bán em này với giá là 280, mã số là 728. Ai màu lông này đúng không? Mã 728 đây, gilê nâu đây. Gilê nâu đằng sau em đây. Đấy, mic lông cừu cho em nhá. Chị Hiền Thu. Nó ghi XL mọi người ạ, nó ghi XL. Nhưng mà theo em thì em không đến, em nghĩ em này khoảng tầm độ M và L thôi, 50-60 cân thôi. 50-60 cân này, bán em này với giá là 280, mã số là 428. 280 chốt cho em mã 428 cho em luôn. Mã 428 cho em này. Đây, màu đẹp chưa? Màu đỉnh của chót luôn ấy. Đây, màu đỉnh dã man này. Em này tiếp này, L 53-60 cân cho em, M lớn và L nhá. 53-60 cân cho em luôn này. Chất dày dặn mà đanh lắm ấy, nhìn tưởng hàng mới luôn. 300.000 mã số là 375. 300.000 mã số là 375 cho em luôn. Một em màu đen gilê nhá. Màu đen gilê, mic lông cừu cho em. Đây, size chuẩn S 45-50 cân ạ. 45-50 cân, 280 chốt cho em mã số 31 này. 280 chốt cho em mã số 31. Số 28 nó chị đi khác sĩ. Đây, màu xanh nhé mọi người nhá. Kèm sẵn cho mọi người, đai tay, đai eo, các thứ đầy đủ hết cho em luôn. Đai cổ luôn chị. Cảm như... Em này L nhá, 55-60 cân, đẹp tuyệt vời. Đẹp tuyệt vời, màu đẹp, dáng đẹp, chất đẹp, 330 mã 459 cho em. 330 mã số là 459 cho em nhá. Không lấy chỉ có tiếc thôi, em thật. Không còn nhiều nữa nhá, chị nhìn này, hết sạch rồi này. Hết ba dãy hết sạch rồi. Còn nhiều nữa này, gilê tiếp này. Em này M 50-55 cân, 280 mã số là 343. Cảm như inbox số điện thoại địa chỉ kìa. 280 mã số là 343 này. Ui, quả màu nâu đỉnh luôn. Quả màu nâu đỉnh dã man các bác nhá. Đây ạ. Cái màu nâu đỉnh lắm này.
một em màu nâu cho em, mọi người nhớ mặc cái sắn tay lên cho em mọi người nhá. Em này cũng size XL rồi, khoảng độ từ 55 đến 65 cân cho em. 55 đến 65 cân cho em này, ai size to thì lấy em này đi. 300.000 chốt cho em, mã số là 25 cổ vét này. Mã số là 25 cho em luôn, màu hồng nhá. Hồng tím này em ơi, xinh xuất sắc. Bên trong cũng lót da lông, bên ngoài là lông cừu cho em này, đẹp chưa? L, 55 đến 60 cân này, hơi đuôi tôm nhẹ. 300.000 mã 761. 300.000 chốt cho em, mã số là 761 cho em luôn nhá. Ui, em này không đẹp không đâu, em nào hả mọi người? Mic nhá mọi người nhá, mic đai, mic tiếp đàng hoàng cho em. Bên trong là da lộn này. Mic đai, mic đàng hoàng cho em. À, em này ạ. Em này nhá, XL cho em 60-65 cân. 60-65 cân mặc quần này đỉnh của chóp luôn các bác ơi. 330, mã số là 436, đẹp thế. Mã số là 436 cho em nhá. Mã 436 cho em. Đây, tiếp theo này, size S cho em. Em này chỉ chuẩn SXS thôi nhá. 40-50 cân mặc vừa em này. 40-50 cân mặc vừa em này cho em này. 300.000 chốt cho em, mã số là 26. 300.000 761 cho em, chị Bạch Tuyết. Này, màu xanh này đỉnh chua. Màu xanh đỉnh dã man luôn. Đây, màu xanh đỉnh dã man này. Ôi, S 45-50 cân nha. 45-50 cân mặc vừa em này cho em luôn này. 300.000 chốt cho em, mã số là 113. Mã số là 113 cho em luôn này. Mã 113 cho em. Đây, em tiếp màu nâu cho em nhé mọi người nha. Một em màu nâu cho em luôn này. Em này ạ, à, XL, 2XL, 60-70 mặc vừa em này. 60-70 mặc vừa em này cho em. Ui, này, tem mát này. Đây, đẹp chưa? Đẹp xuất sắc cho em luôn nhá. Bán em này 300.000, mã số là 372. 336 giúp chị tặng hai. Thiếu lưu. Dáng bombo nhá các bác nhá. Dáng bombo ấy là những cái dáng mà em thật sự rất là trẻ trung. Mình kiểu là mình tầm tuổi nào hay là bất kể là size nào rồi có già trẻ cái chất là hết cho em luôn á. S thôi nhá, 45 đến 50 cân này. 45 đến 50 cân cho em. 300.000 chốt cho em đã 39 nghìn. Nó không hề kém dáng luôn. Chị Hà My. Nó không hề kém một chút nào. Ê, cho nó lên rộng đi. Nó không hề kém một chút nào cho em luôn nhá các bác nhá. Đây, đẹp xuất sắc nha. Ôi chắc là lồng nó mịn, ôi là mịn ra, lồng nó mịn xuống lắm. Đây, tiếp theo chị này, xinh chưa? Em này cho em nha. Em này nha, L 55-60 cân đây. Ui đẹp cái chất mịn vô cùng. 55-60 cân, 300.000, mã số là 330. 300.000, mã số là 330 cho em này. Một em màu hồng nâu. Một em màu hồng nâu cho em nhá. Em này phải thoải mái cho em L, XL, 55-65 cân mặc vừa em này. 55-65 cân mặc vừa em này cho em. 300.000, mã 327. 300.000, chốt cho em, mã 327. Ui, quả màu đen này nhá. Có lông thỏ ấy. Ui dồi ôi. Đẹp chưa? Bay đẹp không? Không biết là. Đây này, tiếp theo chị này, bên trong này, lót da cho em. Bên trong lót da bên một cái là các bạn nhiều khi bạn tìm mình hôm nay nhiều không nhìn thấy hết được ấy, to ấy này. Mic lông này đẹp xuất sắc luôn. L 55 đến 60 cân nhất, kể cả chị mọ lên thì thoải mái luôn. Riêng em này thì mọ được luôn, 50 đến 60 cân có mũ này. Mic lông thỏ lông mịn ấy. 330.000 mã số 49, em này tuyệt đẹp luôn. Mã số 49 không lấy thật trừ là hết. Mã số 49 cho em luôn thật đấy. Mà thật trừ là hết luôn. Mã số 49 cho em luôn này, màu xanh cho em. Một em màu xanh này. Đấy ạ. Màu xanh nha, em này SM 48 tầm độ 53 cân. 49 cho chị Trần Thư. 48 53 cân, 300.000 mã 506. 300.000 mã số là 506 cho em luôn này. Dáng kéo khóa cho em đi. Một em dáng kéo khóa cho em đi. Đây này, em này ạ. À, em này M lớn 53 57 cân. 53 57 cân, 300.000 mã 437. 300.000 chốt cho em, mã số là 437 cho em luôn nha. Mã 437 cho em. 437 cho em luôn này. Ơi, tiếp này. Size S 45 đến 50 cân mặc vừa em này. 45 đến 50 cân mặc vừa em này cho em luôn này. 300.000 chốt cho em mã 316. 300.000 chốt cho em mã 316 cho em. Ôi, em này tiểu thư lắm. Chị Ngọc Bích Trần, nếu mà chốt nhiều thì chuyển khoản đi nhá. Em này là không chốt nhiều thì chuyển khoản ạ. 372 chị Kelly Hà. Tiểu thư dã man luôn ý. Lò, em đẹp thế. 55-60 cân nhá, nhìn Hàng Cúc này. 55-60 cân tiểu thư dã man, tay cầm chuông không mọi người ạ. À. Em này nhá. 316 đó chị Thanh Nguyễn. Em này ạ, à, 300.000 mã số là 25. 300.000 mã số là 25 cho em luôn nhá. Mã số là 25 này, chất da lộn bên trong lót thì em tay không còn nhiều đâu. Bên trong lót này chị này.
em này đẹp dã man luôn, em này mua 1 tờ 2 mọi người ạ. Mặc cái mặt nào cũng được cho em nhá, mặc mặt nào cũng được luôn. LXL 55-65 cân 300.000 mã số là 766. 300.000 mã 766 này. Em này cái màu này mới là đỉnh này. Cái màu này không sang nhá, nhìn nó rất là đẹp luôn ấy, nhìn nó kiểu là nhẹ nhàng mà mình phối đồ rất là xinh luôn. Giống kiểu nâu nâu chocolate. Hay là nó chị Phạm Hoài Thương. Cái này cái màu này giống kiểu màu nâu chocolate mọi người. Cảm giác mặc nó cứ tôn da mà tôn dáng kiểu gì. Em này tiếp theo nha. M 48 tầm độ 52 cân à 48 53 cân M nhỏ cho em này. 300.000 mã số 29. Da kèm đai tay kèm đầy đủ luôn. Mã số là 29 cho em luôn này. Mã 29 cho em. Đây, tiếp theo cho em nha. Chất dày dặn vô cùng. Chất dày dặn vô cùng. Ui, bên trong có chị nhìn này. Bên trong lót nhung nhá mọi người nhá. Bên trong lót nhung hết 100% cho em luôn ạ. Lót nhung 100% cho em luôn này. Có cả mũ cho em. Em này S thôi, 45 đến 50 cân. Chị Thu Trang luôn. Nam được nữa, chị đã có các con mà nhỏ nhỏ ấy. Khoảng dưới 50 cân mặc với em này thoải mái luôn. 300.000 mã số 2 luôn. Chị bao luôn địa chỉ. Chị đã có con khoảng dưới 50 cân lấy đấy được. Thật sự luôn, em lấy cho các con mặc mình đỉnh luôn. Ấm, đẹp, chất à. Tiếp theo chị nằm bên trong này. Và chị nằm người nhỏ nhỏ như em mặc S cũng được. Tiếp theo này, màu hơi nâu be. Màu nâu be ạ, size S lớn 4, à em hỏi tầm độ từ 20 cho chị lên nha, lên nha. 45 50 cân thôi. 45 đến 50 cân cho em nha. Bán lên này giá 300.000, chốt cho em mã 434. 300.000, chốt cho em mã 434. Ui nè. Cái em này này, không hiểu sao nó còn ở đây đấy các bạn này. Lẫn ở đây chứ không ạ, em thì thấy like đầu luôn. Em này xứng đáng ở lên đầu like luôn đấy. S này, 45-50 cân chuẩn S cho em nhá. 45-50 cân cho em. Chỉ 300.000, à chỉ 330.000. Mã số là 18, 350-380 đấy. 330.000, mã số là 18 cho em, đẹp chưa? Mã số 18 nhá, 330. Màu vàng cho em này. Màu vàng be. Màu vàng be cho em luôn. Đây đẹp chưa? L 55-60 cân. 55-60 cân cho em 300.000 mã số 13. 300.000 chốt cho em mã số 13 cho em này, đẹp từ cái cúc. 18 cho chị Kỳ Nam Nguyễn. Đẹp từ cái cúc luôn. Không phải nghi ngờ. Đẹp từ cái cúc không phải nghi ngờ nhiều. Đây, đẹp từ cái cúc luôn này. Em này M 48 tầm độ 53 cân quay đầu một vừa em này thôi, M nhỏ này. 300.000 mã số là 15. 300.000 chốt cho em mã số là 15. 13 cho chị Ngô Hằng. Em này tiếp này. Em này thoải mái cho em nhá mọi người nhá. Size của nó là size M cho em. Nó ghi là size M. Bên trong cũng là da lộn, bên ngoài chất lông dày, lông cừu dày. Em này ạ, à, thoải mái tự em này cũng nhỏ thôi, 48 tầm độ 53 cân thôi ạ. À. 300.000 mã 313. 300.000 mã số là 313 cho em luôn nhá. Mã 313 cho em này. Kéo khóa xuống cho em này. Đẹp từ cái tem mát xịn sò trở đi luôn. Rồi tiếp theo này, mũ cho em luôn này. Chất nó hay lắm mọi người ạ, chất nó cực kỳ hay luôn mọi người. Chất lạ kinh khủng luôn. Em này có kèm cả mũ size to nha. LXL 55-65 cân mặc vừa em này. 55-65 cân nha. 300.000 mã số là 202. 300.000 mã số là 202 cho em luôn này. Mã 202 cho em. Chất lông mềm, dày dặn cho em luôn. Size XS và S ạ, 40-50 cân thôi ạ. 40-50 cân nhá, màu trắng tinh cho em như bạch tuyết luôn đây này. 300.000 chốt cho em mã số 72. 300.000 chốt cho em mã số là 72 cho em luôn nhá. Mã số 72 cho em này. Đây. Tiếp theo thì em này đẹp chưa này. Em này SM nhỏ 48 tầm độ 53 cân. 48 53 cân nhá. 300.000 mã số là 111. 300.000 chốt cho em mã 111 cho em luôn này. Em này tiếp theo này. Các chị. Em này di lê nhá mọi người nhá. Một em dáng di lê này, tay mát đàng hoàng. Size M cho em di lê này. Size M 50 tầm độ 55 cân, 280 mã số là 30 cho em Trần nhá. Trần Hương thì bao địa chỉ đi ạ. Mã số là 30 em này cũng thế này. Em này cũng dáng giống thế mà nhưng mà màu của nó khác nha. Màu nó chị xem không? Em này thì màu nó màu hơi nâu nâu hồng hồng. Em này cũng M luôn, 50 55 cân, 280 mã 433. Mã số là 433. Ui ui này. Phao phối này em ơi, đúng em thích phao thôi nhá. Đúng em phao nhất này. 72 cho chị Tạ Thu Trang. À ui ui này. Em phao duy nhất trong kiện này 45 đến 50 cân. 45 đến 50 cân đỉnh của chóp luôn, 300.000. Mã số là 334. Mã 334 này thì em phao nhất cho mọi người nhá.
mã 334 cho em luôn này. Nhanh tay nhé các bác ơi. Mã tiếp theo này, em lại ghi là size M cho em. Các chị size M khá nhiều em đẹp luôn ấy. Này này. Quy sừng cho em 50-55 cân. 50 tầm độ 55 cân mặc vừa em này cho em nhé. Mách quy sừng toàn bộ này. Bán em này 300.000, chốt cho em mã 123. 334 cho chị Lê Phương. Mã số là 123 cho em luôn nhé. Mã 123 cho em luôn này. Mít lông bên trong chị này. Mít lông bên trong toàn bộ như kiểu nhung ấy. Phần cổ thì nó mít lông kiểu dáng dài cho em nhé mọi người nhá. Này, phối xịn chưa? Em này đây ạ. Em này thoải mái size S 45 tầm độ 52 quay đầu. 330.000, mã số là 120. 330.000, mã 120 này. Em này có nói gì đúng không mọi người? Em này có biết nói gì nữa bây giờ? 423 chị Ngọc Bích Trần. Ôi là xịn rồi. M, S, M thôi. Không phải M, 45 đến 50 cân thôi. 45 đến 50 cân tay loe nhẹ nha. 300.000, mã số là 117. 300.000 là quá rẻ. Mã 117 cho em. Mã 117 cho em nha. Đây. Đỉnh bên trong này. Đây, tiếp theo này, em này L, 55 đến 60 cân nha. 55 không chị Thủy. Đến 60 cân, 300.000 chốt cho em mã số 21. 300.000 chốt cho em mã số 21 này. Em ơi màu hồng xinh thế. Màu hồng nhá, đắp lông dài này, có mít phối da này. Còn da lộn bên trong không? Ôi đỉnh của chóp luôn. Đỉnh của chóp cho em nha. Đây em này các chị này, em này đây ạ. Em này nhá. Em này M lớn và L, 53 60 cân cho em ạ. 53 60 cân. 330, mã số là 933. 330 chốt cho em mã số là 933. Ai muốn chị diễn đi. Cái em này mà không đẹp không biết lấy em nào các chị ơi, thật sự đấy. Em này không đẹp thì đúng là chị không biết lấy thêm em nào nữa luôn. Đây. Em riêng đi bao luôn địa chỉ đi ạ. Tiểu thư chưa? M và L 50 60 cân nhá. 50 60 cân, 300.000, mã 368. Đẹp thế. Mã số là 368 nhá, chỉ 300.000 này. Chị ba, chị Vũ Lệ Quyên. Màu nâu này. Ôi. Cái màu nâu này kiểu màu nâu hơi cà phê sữa nhạt nhạt đó mọi người. Nâu hơi kiểu cà phê sữa nhạt nhạt cho em nha. Cà phê sữa nhạt nhạt size M. Em này đi ạ, size M cho em này. 50 tầm độ 55 cân mặc vừa em này. 50 tầm độ 55 cân mặc vừa em này cho em luôn nha. Bán em này 300.000, chốt cho em mã số 67. 300.000 chốt cho em mã số 67 cho em luôn nhá. Mã số 67 này, một em size S này. Một em size S màu xanh. Em kia rất đẹp luôn đấy em. Tay em cầm đẹp tắt nào luôn đấy. Đây, tiếp theo chị này. Em này ạ, size S màu xanh phối da này. Phối da nha, 45-50 cân cổ mic đai cho em. 300.000, mã số là 166. 67 cho chị Sen Bông. Mã 166. 47 cho chị Nguyễn Phương. Mã 166. Ui, ui này. Em này thật sự là nó rất là tiểu thư, chỉ là búp bê thôi. Yên bê thôi. Nguyễn Thương inbox số điện thoại địa chỉ đi ạ. Được, không lấy này em lấy này luôn. Vì nó quá đẹp, em thích kiểu dáng này cắm thôi, không tìm được vì nó quá nhiều ấy. Không tìm được. Em này ML sẽ đẹp hơn, nếu mà vừa in thì phải ML. Nhưng mà theo em để đẹp nhá, mà mặc kiểu áng rộng thì chỉ là S thôi là sẽ đẹp nhất rồi. 45 tầm độ 55 thôi là mặc vừa em này cho em là đẹp. 330, mã số là 259 đẹp lắm. 330, mã số là 259 cho em luôn. Mã 259 cho em. 259 này. Một em size M này, đẹp chưa? Một em size M, em rất dày bịch. 50 em này, ML 50 60 cân nhá. 50 60 cân 330.000, mã 234. 330.000 chốt cho em mã 234 cho em. Mã số là 234 cho em luôn nhá. 234 nhanh tay các chị nhìn một ít rồi hết rồi nhá, còn khoảng chục em hết thôi. Không còn nhiều nữa. Đây, tiếp theo này. Em tiếp theo thì này, em này đẹp chưa này? Em này ạ, L, 55-60 cân. 55-60 cân nha, bán em này 300.000, mã số là 275. 300.000, chị Vi Nguyễn. Mã số là 275 này. Ôi, đẹp thế. Đẹp dã man luôn thôi. Đẹp dã man luôn. Đây, tiếp theo chị này, em này đây ạ. Đây này chị này, em này đây ạ. L nhá, 55-60 cân. 55-60 cân cho em luôn. 300.000, mã số là 318. 300.000, mã số là 318 cho em luôn hết rồi. 318. 318 cho em luôn. Đẩy ra, vâng. Đẩy ra cho nhé. Đẩy được. Đẩy được. Đẹp chưa này, ui dồi ôi, mic bò cho em nhá. Thật sự hôm nay nhá, cả hôm nay cả kiện nay chưa mà em mới mic bò được, em này đi em đầu tiên. Đấy, đây nhá, bà làm nhanh tay cho em nhá. Em đầu tiên mic bò luôn kiện nay các chị này. Nó ghi là size 160. Tú anh Phạm. Nó ghi là size 160 theo em. XS và S thì vẫn vừa định em này được. Đẹp nhất là XS thôi, 40 48 cân thôi. 40 48 cân nhất tay nó khá là dáng
nhá. 4048 cân ăn được big bò đầu tiên nhá, trông kiểu dáng khỏe. 300.000 mã 921. 300.000 mã 921. Em này không đẹp thì chịu luôn thật sự. Cái em màu vàng không đẹp nữa thì chịu luôn các bác ơi. Đây các bác này, đây em này ạ. Hai bên phối da eo như nó mới lắm ấy. Thứ hai cái màu vàng của nó là kiểu hơi màu vàng cháy ấy, mọi người nhá. Đẹp da man con ngang. Em này M lớn và L, 53-57 cân. 53-57 cân siêu đẹp. 330.000 mã 136. Em nào, thật sự hôm nay là em nào cũng đẹp luôn. Em nào thì cũng mắt luôn. Mã 136 nhá. 330.000 mã 136 cho em. Mã 136 cho em luôn. 136 này. Đây, tiếp theo là mic màu này. Mic màu ạ, cái màu xanh nhá, mặc nó rất là dễ chịu, rất là mát mát luôn ấy. L 55-65 cân, LXL 55-65 cân, 300.000 mã số là 443. Đai tay, đai eo đầy đủ. Mã 443 cho em luôn này. Ôi xinh quá, eo ơi. Nàng thơ đây này. Bác nào? Nàng thơ này. Đây, nàng thơ này nha. Chú con đang nghỉ thôi mọi người nhá. Đúng rồi, con đang nghỉ thôi. Em này, các chị này, em này ạ, M 50-55 cân, 50-55 cân, sắn tay lên cho em sẽ xinh hơn, dáng kiểu tiểu thư mọi người. Khuyên tay tất cả thứ vào là lồng lộn, đẹp lắm, hoặc thêm kiểu cái đậu bòm trên này mọi người, bòm kiểu đính ngọc ấy, đẹp vô cùng. 300.000 mã số là 767, 300.000, chốt cho em mã số là 767 cho em luôn nhá. Mã 767 cho em luôn này, này bên trong này cái gì luôn. Có lót trong đỉnh của chóp luôn. Em này nhá, em này không đẹp luôn thế nào. 45 đến em đầu tiên nhá, em đầu tiên màu hồng, em này cũng giống như thế luôn, nhưng khác quá là cái màu của nó thôi. 45 đến 50 cân, 330, mã số là 319, đẹp chưa? Mã số là 319 này, 330 cho em này. Mít quả lông này, rồi ôi, cầm gọi là nặng với cái tay, da bên trong là da thật cho em, da xịn luôn, cái tát cổ ấy. Em này này, em này kéo khóa lệch, nó ấm lắm ấy mọi người. Em này đường dáng ngắn phải 3 thì nó dáng dài luôn á. Em này size S luôn, 45 đến tầm độ 50 cân, 330, mã 326. Em này đường dáng ngắn phải bán 330 rồi, nhưng mà dáng dài em bán hữu nghị mọi người, 330 luôn. Đây, màu nâu kem. Màu nâu kem cho em này. Nâu kem size L, 55-60 cân, 55-60 cân nhá. Ai thích dáng rộng thì lấy em này, 300.000 mã 197, 300.000 mã 197 cho em luôn này. Mã 197 cho em. Một em size dáng ngắn hoặc là size nhỏ nhỏ mọi người nhá. Dáng ngắn size nhỏ cho em luôn này. Cái dáng nó giống như kiểu mọi người mặc một kiểu mặc váy xong là chảnh chảnh. Em này bên ngoài mọi người này, mic lông ở dưới này. Em này nhá. 3 SM nhỏ dưới 52 cân. 300.000. Chị Giang Trinh Thị. 300.000 mã 455. 300.000 mã số là 455 cho em luôn này, màu đỏ này. Các bạn nào hỏi màu đỏ nhanh tay, màu đỏ hết sạch, em này cuối cùng màu đỏ rồi đấy. Màu đỏ này, M và L, 53-57 cân, 300.000 mã 475, 300.000 mã 475 cho em luôn. Mã số là 475 cho em luôn. 194 cho chị Xuyên Nguyễn. Bên ngoài, mic lông cừu toàn bộ cho em. Mic lông cừu toàn bộ này, LXL, 55-65 cân mặc vừa. 455 cho chị đồ gỗ Hoàng Sơn. 55-63 cân thôi, tuyệt vời luôn. 330, chốt cho em mã số 1, đỉnh thế. 330, chốt cho em mã số 1. Màu đen cho em luôn này. 194 chị Xuyên Nguyễn à. Màu đen cho em. 349 vào đọc đây. Chị Giang Trinh Thị ấy. Đây. Nhiều quá. XL 60-65 cân. 60-65 cân này, 300.000 mã số là 276. Mã 276 cho em luôn này. 276 cho em luôn. Đây, tiếp theo nha mọi người nha. Em này đi ạ. Em này ạ, XS và S 40-50 cân thôi. 280.000 này. Chốt cho em mã số là 439. Giang Trinh Thị có địa chỉ ạ. Mã 439 này, em này lấy cái gì mới nhá. Khách mới nhá, ebook để thông tin cho em đi mọi người, ebook ngay cho em luôn đi, giờ đi. Đầy đủ số lượng địa chỉ cho bên em thì chốt tiếp được nhá mọi người nhá. Và kể cả không chốt tiếp các chị cho địa chỉ thì mình gửi hàng chứ. Không em gửi hàng của gì à mọi người. Kể cả chị nào muốn dồn tốt hay thì phải gửi địa chỉ cho em nhá. Em này S thôi, 48-52 cân. 48-52 cân này, 300.000 mã 253. 300.000 mã 253 cho em luôn này. Mã số là 253 cho em luôn nhá. Nhanh tay này, đây, nhanh tay cho em nhé, còn một tí thôi. Đây, em này ạ, L, 55-60 cân, 300.000 mã 280, 300.000 mã số là 280 cho em. Dồn hay là cái gì cũng phải là có cho em nhé. 439, 276, 1, L, 55-60 cân này, thép màu đẹp chưa? Màu của tây tây, 55-60 cân, 300.000 mã số là 40, 300.000 chốt cho em mã số 40 cho em luôn ạ.
mã số 40 cho em luôn. Đây này, ui quả lông này nhá. Thật sự là quả lông vỏ nha, các chị không lấy thì tiếc, bởi vì mịn mặc xuống lắm ấy. 253 không? S-B-4555 cân này, cổ bẻ không được. 4555 trông chảnh. 253 chị Mai Nguyễn. Thực sự là chảnh ấy, mặc lên em mặc kiểu váy dự tiệc ấy. 45-55 cân, 300.000 mã số 30, đẹp lắm. 300.000 mã số 30 cho em này. Hai đây này, em này nhá, còn mới nguyên tem mát cho em. Mới nguyên tem mát cho em nhá, Zile, em này tầm độ size L rồi. 55-60 cân, màu hồng đẹp chưa? ML 50-60 cân đều vừa. 208, chốt cho em mã số là 345. 208, chốt cho em mã 345 này, em ơi màu đẹp thế này. Màu kiểu màu nâu nâu. 30 cho chị Nguyễn Ngọc Hải. Nâu thì nút nút nhẹ nhẹ nhá mọi người nhận đẹp lắm. L 53-60 cân. 300.000 mã số 45. 300.000 mã số 45 cho em luôn này, hoặc thiết kẻ cho em này. Cho bạn thiết kẻ size M. 50-55 cân nè, ui em này chảnh luôn. 50 tầm không em phải 60 cân nè. 55-60 cân cho em chuẩn L nhá. 55-60 cân em này kiểu đang châu Âu lệch mình sai ấy. 300.000 mã số là 165. 300.000 mã 165 cho em. Đây tiếp theo này. Cái bên trong chị này, đẹp chưa? Ui tem mát của nó biết chịu chịu. Tem mát của nó in tem mát đỉnh dã man. 45-50 cân, nó chất nó dày bịch. Bên trong nó lót lông hết lượt cho em. Mặc siêu ấm, 45-50 cân. 300.000 mã số là 150 cho em. Tay nhá, còn 5 em thôi. 5-6 em thôi hết rồi. Em có kem trắng này này. Thật sự là màu 65 chị Phương Dương. Đây tiếp này. M lớn 53-57 cân này. 53-57 cân, 300.000 mã 314. 300.000 mã 314 cho em luôn nhá. 314 cho em luôn này. Rồi tiếp theo đây ạ. LXL 55-65 cân cho em. 300.000 mã số là 781. 300.000 mã 781 cho em. 781 này, size nhỏ ấy này. Ai cần size nhỏ thì lấy cái này đi. Em này chỉ SM thôi nhá. 48, à không, em này dưới 53 cân thôi. Dưới 53 cân, 45-53 cân quay đầu. 300.000 mã số 19. 300.000 mã số 19 cho em luôn này. Em này, cái màu này thực sự là không phải cầm lòng luôn. Giá lại thế này. Mix cho em nhá mọi người nhá. Đã là kiểu hơi kiểu cổ đứt rồi, lại còn phối cho em với cả cái ngọc khuy sừng mix màu nữa cơ. S và M dưới 53 cân thôi. Dưới 53 cân cho em. 300.000 mã số 11. Em này S thì đẹp lắm. Mã số 11 cho em luôn nhá. Em mặc thì siêu đẹp nhá. Đấy, 11 đây. 19 cho chị Kelly Hà. Em này L, chuẩn L cho em. Màu nâu đậm nhá, nâu vỏ gỗ ạ. 55-60 cân, chất dày nặng. 300.000 mã 975. Mã số là 975 cho em luôn. Đấy, mạnh thế này. Chất dày đậm, nó mang mic Việt ra. Mic Việt ra này. L, 55-60 cân. 300.000 mã 303. Mã số là 303 cho em còn 2 cuối cùng nhá. Hai em cuối cùng các bạn không nhanh tay là không còn nhá. Em này là dáng kiểu dáng dài chùm mông đấy ạ. Dáng chùm mông này. Size SM 45-55 cân. Em nhìn mặc lên tiểu thư vô cùng nhá. 300.000 mã 309. Mã số là 309 cho em này. Em cuối cùng các bác này. Em này ạ, bên trong là da lộn, bên ngoài là mít lông cừu toàn bộ cho em. Nó như kiểu một cái tấm lông cừu ấy mọi người ạ. Em này nhá, đai cổ đai kiếp đàng hoàng này. Có cả túi cho em, chất dày dặn. Em này M và L rồi, 50-57 cân thôi. 50-57 cân cho em cuối cùng 300.000. Chốt cho em mã số là 555 cho em. Mã số là 555 cho em luôn nhá mọi người nhá. 555 cho em luôn này. Mọi người ơi, hết rồi nha mọi người ơi. Em hết rồi nha mọi người ơi. Mọi người ơi, ai khách hàng mới này thì mọi người nhanh tay cho em mọi người nhá. Nhanh tay inbox cho em đầy đủ thông tin, số điện thoại và địa chỉ cho em để em có thể dễ dàng chốt hàng cho mọi người nhá. Có 33 chị Khảm Như. Còn giờ thêm nghỉ thôi nhá mọi người nhá. Ai cần gì? Chị Xuân Kha. Ai cần cái gì thì ngày mai em sẽ lên live vào ngày mai lúc chiều, lúc 2 giờ chiều và tối mai lúc khoảng tầm 8 giờ tối nhá mọi người nhá. Còn giờ đến nghỉ ở đây thôi. Khách hàng ấy cũng chuyển đầy đủ thông tin cho em luôn nhé mọi người ơi. Xuân Khai anh bóc luôn địa chỉ. Em bóc luôn cho em đi mà không phải quên nhé mọi người ơi. Bóc luôn chị quên mất. Nhiều chị á, nhiều chị. Không em bóc gì xong đến 3 ngày sau bảo là 5 ngày sau bảo là ơ gửi hàng cho chị. Em không gửi địa chỉ xuống lại, em không gửi hàng cho chị đâu. Không có số để mà gọi luôn nên mọi người cho em đầy đủ thông tin luôn nhé mọi người nhá. Cảm ơn em xem lại và em hẹn mọi người mai. Bye bye, chúc mọi người ngủ ngon.